Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 27. Lúc này Ruth đã chạy mấy, Dương Bách Xuyên cũng không có cách kiểm tra, chỉ có thể cầu nguyện giọt máu kia chui vào biển ý thức của cô ta thành công. Anh dừng lại, rút điện thoại ra gọi cho nhà họ Liễu, xác nhận một chút về vấn đề an toàn của Liễu Linh Linh. Sau vài tiếng tút tút, cuộc gọi được kết nối, giọng Liễu Sơn Hải vang lên, Bách Xuyên, lâu rồi không thấy cháu gọi điện cho chú Liễu đấy, gần đây đang bận gì à? Chú Liễu, mấy ngày nay cháu bận công việc, đợi khi nào trở về sẽ thăm chú. Hai người hàn huyên mấy câu chuyện này xong, Dương Bách Xuyên đi thẳng vào vấn đề chính, chú Liễu, Linh Linh đã về chưa? Cuối năm lớp cháu chuẩn bị họp lớp, sao cháu không gọi điện cho cô ấy được nhỉ? Anh chỉ lấy cớ mà thôi, nào có họp lớp gì, sau khi Liễu Linh Linh ra nước ngoài đã bị thay đổi, anh gọi mấy cuộc vẫn không bắt mắt, cũng không thấy cô gọi lại. À, mấy hôm trước Linh Linh có gọi về, nói con bé không đến được, còn bảo chú qua năm sang Pháp một chuyến, anh con bé cũng ở bên đó, nếu không chú gọi hỏi thăm dùm cháu. Liễu Sơn Hải hỏi. Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi một lát rồi nói, thế thì tốt quá, chú Liễu, chú kêu Linh Linh về đây ăn Tết đi, lễ mừng năm mới của Hoa Hạ chúng ta tưng bừng vui vẻ vô cùng, bên Pháp làm gì có Tết âm lịch chứ, ha ha. Được, để chú kêu con bé về. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Dương Bách Xuyên yên tâm hơn một chút, nghe giọng điệu của Liễu Sơn Hải, có vẻ như Liễu Linh Linh rất tốt, không xảy ra chuyện gì, nói cách khác rút nói thật, cô ta không làm gì Liễu Linh Linh. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên vẫn chưa thể hoàn toàn yên lòng, nếu Liễu Linh Linh có thể bình yên trở về thì tốt, không về được thì anh sẽ đi Pháp, hiện tại anh chỉ lo lắng sau khi Ruth quay về sẽ dùng Linh Linh uy hiếp anh thôi. Sau đó, Dương Bách Xuyên trực tiếp rời khỏi lăng mộ Vũ Hầu, cũng không quay về đoàn du dịch, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về thẳng nhà. Sự xuất hiện của Ruth đã làm lộ ra một góc núi băng của thế lực tổ chức Sương Hoa, bọn họ đã bắt đầu hành động, anh không thể không đề phòng. Ở Hoa Hạ còn rất nhiều người Sương Hoa, mặc kệ là ở Cố Đô hay nhà tổ, Dương Bách Xuyên đều không yên lòng. Tăng thực lực là chuyện quan trọng nhất hiện giờ, chỉ khi anh thành công đột phá trúc cơ mới có thể đối phó với kẻ thù hùng mạnh sau này. Lần này Dương Bách Xuyên đi du lịch giữa chừng có thể nói là trùng hợp, mà cũng là một sự sắp đặt cố ý. Trùng hợp là Dương Bách Xuyên chỉ muốn bắt xe buýt, nhưng không ngờ lại gặp quỷ hút máu rút. Sau đó anh phát hiện cuốn sách mà Ruth vô tình lấy ra có chữ viết của Liễu Linh Linh. Tính ra thì thực tế là Ruth cố ý, cô ta vẫn luôn theo dõi Dương Bách Xuyên. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chuyến hành trình đến mộ Vũ Hầu lần này tuyệt đối là vận may của Dương Bách Xuyên. Kinh nguyên thần đạt đến tầng 3, chuyện này còn khó hơn tăng tu vi. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên quay lại mộ Vũ Hầu, khom người dập đầu cảm ơn. Mặc dù Dương Bách Xuyên cho rằng Vũ Hầu là người tu chân, nhưng người tu chân chưa chắc bất tử. Nếu không thể đột phá cửa ải bình cảnh, người tu chân cũng sẽ tạ thế. Chúng độc, bị thương cũng sẽ hóa cát vàng. Đương nhiên độc ở đây là độc có thể uy hiếp đến tính mạng của người tu chân. Thật ra từ lúc đến nơi này, Dương Bách Xuyên từng nảy sinh ý nghĩ mộ Vũ Hầu là giả. Nhưng sau khi hấp thụ năng lượng giống như khói trắng, anh không còn nghĩ như vậy nữa. Sử sách viết Vũ Hầu chết bệnh, nếu ông ấy thật sự là người tu chân thì chưa chắc. Có lẽ trong lăng mộ này cất giấu bí mật cũng không chừng. Tóm lại là anh sẽ không bất kính với mộ Vũ Hầu, cho dù bên trong chỉ chôn quần áo và di vật thì cũng phải kính trọng. Bởi vì anh đã nhận được lợi ích từ đối phương. Biết đâu Vũ Hầu chưa chết thì sao? Dương Bách Xuyên đứng trước lăng mộ, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ hoang đường. Dù sao núi Định Quân quả thật là một nơi phong thủy bảo địa, anh có thể hấp thụ năng lượng giúp tăng cường linh thức từ mộ Vũ Hầu cũng đủ rồi. Sau khi tế bái, Dương Bách Xuyên tìm hướng dẫn viên du lịch thông báo mình sẽ rời đi trước, ngoài ra còn nhắc đến Ruth. Hướng dẫn viên du lịch cho rằng Ruth cũng là người lên xe gia nhập đoàn giữa chừng giống anh. Dương Bách Xuyên biết rõ điều này, thuận miệng nói với hướng dẫn viên du lịch là mình sẽ đi cùng Ruth kẻo đối phương không tìm thấy người lại lo lắng. Sau khi ra ngoài, Dương Bách Xuyên dứt khoát đặt một chiếc xe taxi của khu du lịch đến Hán Trung. Từ miệng tài xế anh biết đến một app đặt xe, sau đó thuê một chiếc xe riêng đi từ thành phố Hán Trung đến thẳng Cố Đô. Một giờ sáng anh về đến biệt thự. Anh vừa đến cửa, Kiều Phúc đã xuất hiện.
Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn Kiều Phúc. Nửa đêm canh ba, Kiều Phúc là người đầu tiên phát hiện ra có người đến gần biệt thự, điều này chứng tỏ anh ta tận chức tận trách bảo vệ biệt thự. Tiên sinh về rồi ạ? Kiều Phúc mừng rỡ. Tôi về rồi đây. Trong nhà vẫn ổn chứ? Dương Bách Xuyên vừa đi vừa hỏi. Tất cả đều ổn, lần trước mọi người đi tham dự đại hội võ cổ, Hầu Đậu Đậu đã tỉnh lại. Nhưng sau đó nó và con trồn cùng vào Lê Sơn giết sạch đám đại bàng núi bắt nạt chúng nó hồi trước. Hiện giờ động vật trên Lê Sơn bị chúng nó quậy tung trời, người dân ở gần đó còn tưởng trên núi có thú dữ cỡ lớn nên báo cảnh sát. Mấy ngày nay có người nhà nước đang vào núi tìm kiếm, nhưng đừng mơ bắt được linh thú của tiên sinh, bây giờ chúng lợi hại lắm. Kiều Phúc cười khổ. Ồ, xem ra phải quản lý hai đứa này thật chặt mới được. Nói tới nói lui, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ sau khi Hầu Đậu Đậu tỉnh lại, huyết mạch tiến hóa sẽ có thiên phú thần thông gì? Anh bèn hỏi Kiều Phúc, Hầu Đậu Đậu có biến hóa gì rõ ràng không? Kiều Phúc ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời, ngoại trừ thông minh hơn, tôi không thấy có gì đặc biệt. Thôi vậy, ngày mai cậu đi Lê Sơn tìm chúng nó về đây. Vâng, ngày mai tôi sẽ đi tìm bọn chúng. Có những ai ở nhà? Mấy ngày nay mợ chủ Triệu không về, cô chủ đang ở trường. Lục Tuyết Hy và hai vị thiếu chủ Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân đã bế quan sau khi trở về. Khưu Vân và mợ chủ Lâm Hoan đang ở biệt thự. Lý Đại Nghị về công ty. Đạo trưởng Phương nói là đi Yên Kinh, chắc là ngày mai sẽ trở về. Mặc Hạ cũng đang ở biệt thự. Thu Nhi vẫn luôn đi theo bảo vệ cô chủ, cũng không trở về. Nghe thấy Kiều Phúc dùng từ mợ chủ, mặt Dương Bách Xuyên đỏ bừng lên. Nhưng Kiều Phúc là người cổ đại lại cảm thấy rất bình thường. Được rồi, tôi đi ngủ đây, ngày mai nói tiếp. Sau khi vào biệt thự, Dương Bách Xuyên đi thẳng lên tầng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai anh sẽ triệu tập mọi người nói về việc di rời Vân Môn. Anh sắp bế quan, võ cổ giả tiên thiên và dị năng giả tương đương tiên thiên xuất hiện khiến anh rất áp lực. Nghĩ kỹ thì còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng hết thảy đều phải xếp sau thực lực. Muốn tiếp tục lăn lộn trong giới võ cổ giả, muốn bước tiếp trên con đường tu chân, thì thực lực vĩnh viễn đặt lên đầu. Lần này tham gia đại hội võ cổ, Dương Bách Xuyên thấy được rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân, cũng nhìn ra rất nhiều tiềm lực phát triển cùng với nguy cơ. Hiện tại anh là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, bước tiếp theo là trúc cơ kỳ. Trúc cơ là một cửa ải lớn, không phải cứ cố gắng là có thể đột phá. May mà anh đã lấy được linh chi nghìn năm và có dược liệu luyện chế đan trúc cơ, vậy là anh đã có cơ sở để đột phá cửa ải trúc cơ. Xét về thực lực tổng hợp thì anh có thể đấu với võ cổ giả tiên thiên tầng 2, năng lực nghiền ép tiên thiên tầng 1, như vậy là vô cùng hiếm có rồi. Anh nghĩ nếu có thể đột phá lên trúc cơ kỳ thì anh tự tin rằng cho dù sát thủ xương hoa của gia tộc Rút, thần tông của Đinh Dương hay là M. Nguyệt Môn, Thanh Thành sau lưng Địa Tâm lão tổ. Thật sự đến tìm anh báo thù, anh cũng có thực lực đánh trả. Nhưng hiện tại anh không nắm chắc. Vì vậy anh phải bế quan tu luyện. Về phần Liễu Linh Linh, nếu bình an thì tốt, nhưng lỡ như Rút giam giữ Liễu Linh Linh ở Pháp thì anh chỉ có thể chờ đến khi đột phá tu vi hơn nữa, không thì anh không nắm chắc phần thắng. Theo lời Hạ Lộ thì truyền thừa của những tông môn lâu đời kia là tiên thiên tầng 5 tầng 6, thậm chí có cao thủ cấp bậc cao hơn. Mặc dù Dương Bách Xuyên là người tu chân, có nhiều pháp môn tu chân, nhưng đối đầu với cao thủ cấp bậc này, anh cũng bó tay hết cách. Trước hết anh phải có tu vi mới được, có rất nhiều pháp thuật mà luyện khí kỳ không đủ điều kiện tu luyện. Hơn nữa trên trái đất cực kỳ thiếu thốn linh khí và tài nguyên, rất khó đột phá tu vi. Bước tiếp theo là di rời Vân Môn về quê, đưa quê nhà trở thành trụ sở của Vân Môn, mở rộng thế lực của Vân Môn. Như vậy mới có thể đối đầu với các tông môn lâu đời kia. Mặc dù Vân Môn là tông môn truyền thừa tu chân, nhưng hiện tại những võ cổ giả mà Dương Bách Xuyên đã tiếp xúc đều là cấp bậc tiên thiên, ngang tầm người tu chân. Võ cổ giả cấp bậc tiên thiên là chính đạo giống người tu chân, nội lực tu luyện được trong cơ thể cũng biến thành chân nguyên, tương tự như chân khí của người tu chân. Trong hoàn cảnh này, Dương Bách Xuyên bắt buộc phải dẫn dắt Vân Môn tiến bộ. Nghĩ kỹ thì anh có vị sư phụ cực đỉnh, nhưng chỉ là tàn hồn, lại còn ở trong bình càn khôn không thể ra ngoài. Mọi chuyện anh đều phải dựa vào chính mình. Sư phụ Vân Thiên Tà chỉ có thể xuất hiện giải vây vào lúc tính mạng anh gặp nguy hiểm, không phải là có thể ra mặt bất cứ lúc nào.
Ông ấy chỉ là tàn hồn, giúp anh lần nào thì thần hồn sẽ tổn hại lần ấy, không phải là vạn năng. Sư phụ dạy anh các kiến thức tu chân đã quý hóa lắm rồi. Trong lúc suy nghĩ, Dương Bách Xuyên đã lên đến phòng mình ở tầng 3. Sau khi mở cửa, anh chợt sững sờ. Mặc dù ở trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy rõ trên giường có người. Lúc này anh mới nhớ ra hình như Kiều Phúc nói là Lục Tuyết Hy dẫn hai đồ đệ đi bế quan, trong biệt thự chỉ có Khư Vân và Lâm Hoan. Lúc nãy anh không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bắt đầu nghĩ miên man rồi đó. Dương Bách Xuyên nhìn cô gái xinh đẹp trên giường, sao anh có thể không nghĩ miên man cho được? Không ngờ Lâm Hoan lại ở trong phòng. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, lần nào đến cô ấy cũng ở phòng mình. Lúc này anh đã ném mọi lo lắng phiền não lên 9 tầng mây, chỉ muốn yêu thương Lâm Hoan thỏa thích. Dương Bách Xuyên cảm thấy mắc nợ mấy người phụ nữ của mình. Có lẽ Dương Bách Xuyên mở cửa đã đánh thức Lâm Hoan đang chìm trong giấc mộng. Sau khi tu chân, các giác quan rất nhạy bén, cô lập tức phát hiện ra có người vào phòng. Ai thế? Lâm Hoan bỗng bật dậy, tiện tay bật đèn. Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông khiến mình lo lắng xuất hiện trong tầm mắt. Hoan ơi, Dương Bách Xuyên khẽ nở nụ cười, đi đến bên giường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mắt Lâm Hoan đỏ hoe, hơn nửa tháng không gặp, cô rất nhớ anh. Cô bất chợt đứng dậy nhào tới Dương Bách Xuyên. Hoan à! Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, đôi môi đỏ mọng nóng hừng hực của Lâm Hoan đã dán tới. Cô nói, đừng nói gì cả, hôn em đi. Đôi trai gái đã lâu không gặp nhau tựa như củi khô bốc lửa. Thoáng cái quần áo đã quăng đầy đất, âm thanh nóng bỏng vang lên từng hồi. Một lúc sau, Lâm Hoan giơ chân tắt đèn ngủ. Sau khi không gian chìm vào bóng tối, hai người mây mưa. Sáng sớm hôm sau, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời giường, dịch Lâm Hoan quấn lấy mình như bạch tuộc ra xa một chút. Nhớ lại dáng vẻ tối qua cô nộp vũ khí nhiều lần, Dương Bách Xuyên lại buồn cười. Anh vừa mới cử động thì Lâm Hoan mở mắt ra, đôi mắt to tròn chớp chớp, cô thình thình thốt ra một câu dọa Dương Bách Xuyên suýt mắc bệnh tim. Ba mẹ em đã biết chuyện của chúng ta, Lâm Hoan nhẹ giọng nói. Gì cơ, trán Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi, cuối cùng chuyện anh lo lắng nhất cũng xảy ra. À thì, em bị gia đình giục cưới nhiều quá, trong lúc tức giận em buột miệng nói ra mình đã có bạn trai. Sau đó người nhà cha hỏi, em bèn khai hết. Lâm Hoan nói lý nhí. Không phải, đậu xanh rau má. Dương Bách Xuyên ngổn ngang cảm xúc. Được rồi, xem anh bị dọa kìa. Em biết anh muốn nói là mình đã có vợ chưa cưới, nhưng em không để ý. Vị kia nhà họ Triệu là chính cung nương nương, em không có ý ép anh đâu. Thật ra lúc riêng tư quan hệ giữa chị Triệu và em rất tốt. Chị ấy thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra chuyện giữa chúng ta chứ? Hơn nữa, Triệu nương nương không chỉ biết em, mà còn biết chị vô tình và em gái Ninh Kha nữa. Anh nói xem em nên nói gì cho phải đây, anh đừng tưởng bọn em đều là kẻ ngốc, ai cũng nhìn ra mà. May mà Triệu nương nương không trách cứ, trái lại còn rất tốt với bọn em. Lúc anh không ở đây, chị ấy còn đi shopping ăn cơm với bọn em đấy. Lâm Hoan nháy mắt nói. Nghe Lâm Hoan luôn miệng nói Triệu nương nương, Dương Bách Xuyên cảm thấy là lạ. Mấu chốt là Triệu Nam đã biết quan hệ giữa anh và mấy người phụ nữ khác, điều này khiến anh bồn chồn trong lòng. Biết một Ninh Kha cũng thôi đi, bây giờ cô ấy còn biết cả Lâm Hoan. Anh không dám nghĩ liệu cô ấy có tìm mình nói lý hay không. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là gia đình Lâm Hoan. Nên xử lý thế nào đây? Tuy ngoài miệng Lâm Hoan nói không để ý, nhưng Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được cô ấy phải đối mặt với áp lực trong nhà. Anh nhìn Lâm Hoan rồi hỏi, người nhà em có ý gì? Còn ý gì nữa, ba mẹ em bảo là mời anh đến nhà ăn cơm. Lâm Hoan trả lời. Không nói đến chuyện khác à? Dương Bách Xuyên chột dạ hỏi. Dù sao lần trước anh chữa bệnh cho Lâm Hoan, ba mẹ cô đã đến biệt thự và thấy trong nhà anh có mấy người phụ nữ. Mặc dù lúc đó anh đã giải thích tất cả đều là bệnh nhân, và lại giữa anh và vài người trong số đó thật sự không có gì, nhưng người ta phải tin mới được. Không ạ, ba em chỉ nói là anh trở về thì đến nhà ăn bữa cơm. Thật ra khi nói đến đây, Lâm Hoan cũng hơi lo lắng.
Đâu phải cô không biết ba mẹ muốn hỏi Dương Bách Xuyên sẽ giải quyết quan hệ với cô như thế nào. Dương Bách Xuyên đã có vợ chưa cưới là Triệu Nam, đến lúc đó ba mẹ cô biết chuyện thì phải làm sao đây? Cô không biết phải làm thế nào, Dương Bách Xuyên lại càng bối rối. Đau đầu quá đi mất. Lẽ nào ba mẹ bắt cô chia tay Dương Bách Xuyên? Không thể nào, trên đời này có mấy Dương Bách Xuyên chứ? Vả lai, nếu không tiếp xúc với Thu Chân, có lẽ Lâm Hoan sẽ rời xa Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi bước vào con đường Thu Chân, cô biết đây không phải chuyện gì to tát. Bởi vì Lục Tuyết Hy từng nói Thu Chân là một, thế giới tuân theo quy tắc kẻ mạnh có tất cả, huống chi là có thêm mấy người phụ nữ. Lục Tuyết Hy truyền bá quan niệm này, không chỉ Lâm Hoan mà hình như mấy người Khưu Vân cũng nghĩ thoáng ra. Bao gồm cả Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình. Dương Bách Xuyên trầm tư một lúc, sau đó nhìn Lâm Hoan, nghiêm túc nói, cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ cho ba mẹ em một câu trả lời, cũng cho em một câu trả lời. Em nghe anh. Lúc này IQ của Lâm Hoan đã tụt về số âm, Dương Bách Xuyên nói gì cô ấy cũng tin. Mà quả thật Dương Bách Xuyên không nói chơi, kỳ thực trong lòng anh đã có biện pháp giải quyết mối quan hệ giữa mấy người phụ nữ và người nhà của họ. Nhưng cần thời gian, tu vi của anh phải thành công lên trúc cơ mới được. Hai người nằm trên giường một lát, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ ra chuyện của Liễu Linh Linh, bèn kể vắn tắt cho Lâm Hoan một lượt. Lâm Hoan nghe xong cũng giật mình, theo như anh nói thì quỷ hút máu rút không nói dối. Hôm qua em còn gọi điện cho Linh Linh, thật ra em, Linh Linh và tiểu bối thường xuyên tán nhảm trên mạng, chắc là Linh Linh sẽ không có chuyện gì đâu. Không được, lát nữa em phải gọi điện kêu cậu ấy về nước. Cậu ấy mơ mơ màng màng, hẳn là vẫn chưa biết chuyện quỷ hút máu, như vậy quá nguy hiểm. Em thử đi, về được thì tốt, không về được. Thì thôi, em đừng nói chuyện quỷ hút máu kẻo cô ấy sợ. Dương Bách Xuyên dặn Lâm Hoan. Em biết rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra trong lòng Linh Linh vẫn luôn có anh, lần nào tụi em nói chuyện cậu ấy cũng lơ đãng hỏi thăm tình hình của anh. Hay là anh gọi điện cho cậu ấy đi, Lâm Hoan đề nghị. Được. Lát nữa em gửi số điện thoại cho anh, để anh thử xem. Không biết cô ấy có nhận điện thoại của anh không? Dương Bách Xuyên cười gượng. Lúc trước Liễu Linh Linh giận anh bởi vì dòng chữ phải tìm được cô ấy mà anh viết trên bức tường ở quán ăn hồi đó. Thật ra cô ấy là chỉ mẹ của Dương Bách Xuyên, nhưng Liễu Linh Linh hiểu lầm. Sau đó Liễu Linh Linh ngầm tỏ tình, Dương Bách Xuyên không bày tỏ thái độ, vì vậy cô mang theo hiểu lầm rời đi. Nhưng Dương Bách Xuyên không giải thích. Bây giờ tình hình đã khác, Liễu Linh Linh bị quỷ hút máu theo dõi bởi vì anh, cho nên anh phải can thiệp. Không biết Liễu Linh Linh có thể trở về hay không? Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Lâm Hoan dậy mặc quần áo. Đột nhiên cô ấy nói, à đúng rồi, khi nào rảnh anh tìm Lưu Tích Kỳ nhé, hình như công ty vận hành có vấn đề. Mặc dù em không để ý chuyện công ty, nhưng mấy ngày nay trông anh ấy rất buồn rầu. Thiết Đản rất buồn rầu á? Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, theo lý thì công ty phát triển rất nhanh, hơn nữa còn có Vương Kiêm gia nhà họ Vương gia nhập, lẽ ra không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Thế lực nhà họ Vương rất lợi hại kia mà. Em không rõ tình hình cụ thể, hình như Tổng Giám đốc Lưu có ý định chuẩn bị kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường vào năm tới, hiện đang gặp trở ngại nào đó. Anh hỏi xem, Lâm Hoan làm công việc tài vụ trong công ty. Dương Bách Xuyên đã dặn cô đừng quan tâm tới chuyện công ty kẻo Thiết Đản lại nghĩ nhiều. Ừ, hôm nay anh sẽ triệu tập mọi người, đến lúc đó anh sẽ hỏi. Hôm nay em đừng đi vội, chờ mọi người đến đông đủ, chúng ta mở họp rồi nói sau. Vâng. Dương Bách Xuyên rời giường xuống tầng. Hình như Khư Vân đã biết Dương Bách Xuyên về từ tối qua, cô đã làm xong bữa sáng. Tiên sinh, chào buổi sáng. Sắc mặt Khưu Vân ửng hồng, đêm qua nghe thấy âm thanh trên tầng 3, cô ấy biết ngay là Dương Bách Xuyên về rồi, cho nên sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng. Chào buổi sáng, Tiểu Vân thông báo cho mọi người đến biệt thự, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Dương Bách Xuyên dặn dò Khưu Vân. Vâng, thưa tiên sinh, tôi gọi điện ngay đây. Khưu Vân bưng bữa sáng cho Dương Bách Xuyên rồi đi gọi điện. Anh ăn sáng xong. Lâm Hoan mới dẫm đôi giày cao gót phát ra tiếng cộp cộp xuống tầng. Con gái thức dậy trang điểm rất mất thời gian, Dương Bách Xuyên đã quen rồi. Em ăn cơm trước đi, anh vào mật thất xem thế nào.
Nói rồi Dương Bách Xuyên đi tới mật thất. Hai người Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đi ra từ bóng tối, chào anh, chào tiên sinh. Đừng đa lễ, Kiều Phúc đến Lê Sơn tìm con trồn và hầu đậu đậu về đây cho tôi. Dương Bách Xuyên nhìn Kiều Phúc nói. Tiên sinh yên tâm, tôi đi đây. Dứt lời Kiều Phúc hóa thành một làn khói đen biến mất khỏi mật thất. Xem ra tu vi của Kiều Phúc và Ngô Hạ lại tăng, Dương Bách Xuyên vui mừng. Lục Tuyết Hy và hai đồ đệ của tôi vẫn đang bế quan trong hầm rượu sao? Dương Bách Xuyên hỏi Ngô Mặc Hạ. Đúng vậy thưa tiên sinh, hôm nay là ngày thứ 15 rồi. Có động tĩnh gì không? Không có ạ, hay là ngài vào xem đi? Không cần, nhớ là đừng quấy rầy bất kỳ ai đang bế quan, nếu không dễ xảy ra sự cố. Vâng thưa tiên sinh, Mặc Hạ nhớ kỹ. Dương Bách Xuyên thoải mái trò chuyện với Ngô Mặc Hạ, hỏi thăm tình hình tu luyện của cô ấy, được biết mọi chuyện đều ổn. Về phần Lục Tuyết Hy và hai đồ đệ đang bế quan trong hầm rượu, Dương Bách Xuyên không định tới quấy rầy. Hy vọng họ bế quan có thể đột phá. Sau khi đại hội võ cổ kết thúc, Dương Bách Xuyên đã tặng đan dược cho tất cả mọi người, tin rằng sau lần này tu vi của mọi người đều tăng. Sau khi trò chuyện với Ngô Mặc Hạ trong mật thất, Dương Bách Xuyên định đi lên nhà. Về phần ba người Lục Tuyết Hy đang bế quan thì chỉ có thể chờ thôi. Anh dùng linh thức quan sát, thấy ba người đều đang phá ải ở bên trong, lúc này không tiện quấy rầy. Anh đi ra ngoài khoảng 10 phút thì Kiều Phúc trở về. Kiều Phúc vừa tới mật thất liền sốt ruột nói, tiêu rồi tiên sinh ơi, con trồn và hầu đậu đậu gặp phiền phức rồi. Dương Bách Xuyên nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc tôi tìm thấy hai đứa nó, con trồn bị người ta bắt đi. Người nọ là một cao thủ, tôi không đánh lại được. Tiên sinh mau đi xem đi, Kiều Phúc vội vàng nói. Dương Bách Xuyên không kịp hỏi nhiều, lập tức bảo Kiều Phúc, đi thôi, dẫn đường cho tôi đi xem thế nào. Sau khi lên đường, Dương Bách Xuyên chào hỏi Khâu Vân và Lâm Hoan, nói anh đi ra ngoài trước, chờ mọi người tới hết. Âm thanh vừa kết thúc, người đã ra khỏi cửa. Anh đi đâu vậy? Lâm Hoan kêu to hỏi. Nhưng đã không thấy hình bóng của Dương Bách Xuyên đâu. Hừ, vội vội vàng vàng, Lâm Hoan nói làm Khâu Vân cười không ngừng. Hai người phụ nữ bắt đầu mở ra hình thức tám chuyện, Khâu Vân tò mò hỏi ra một vấn đề xấu hổ, sắc mặt Lâm Hoan đỏ bừng, nhưng lại dùng thân phận chị lớn bắt đầu dạy dỗ Khâu Vân. Dương Bách Xuyên không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ nhưng lại có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Đi theo Kiều Phúc. Hai người nhanh chóng chạy về phía núi Lê, bởi vì đi với tốc độ nhanh, anh cảm giác tim đập nhanh hơn rất nhiều, trong lòng rất lo lắng cho trồn nhỏ. Dựa theo lời của Kiều Phúc, người bắt trồn nhỏ là một ông già. Ở trong cảm nhận của anh ta, hơi thở của ông ta mạnh hơn Dương Bách Xuyên rất nhiều, vì vậy Dương Bách Xuyên rất lo lắng. Như vậy có nghĩa, đối phương chắc chắn là võ cổ giả bẩm sinh. Dương Bách Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất vẫn không thể đuổi kịp Kiều Phúc. Còn Kiều Phúc vẫn luôn dẫn đầu, đi trước dẫn đường cho Dương Bách Xuyên. Đây là chỗ độc đáo của quỷ tu, nói trắng ra thân thể chính là năng lượng thể hoàn toàn có thể hóa thành dòng khí bay theo gió. Dương Bách Xuyên cực kỳ hâm mộ loại thiên phú độc đáo này của quỷ tu, nếu lúc chiến đấu với quỷ hút máu có được bản lĩnh cỡ này của Kiều Phúc, anh cũng sẽ không đến mức bị rút đánh hai chưởng, cuối cùng còn để cô ta chạy trốn. Hai người chạy như điên hơn nửa giờ. Kiều Phúc dừng lại nói, chủ nhân, ông ta ở trong rừng trúc. Ừ, cậu cẩn thận một chút, tôi đi vào xem. Đúng rồi, hầu đậu đậu có bị bắt đi không? Dương Bách Xuyên hỏi Kiều Phúc. Không có, lúc tôi đến hầu đậu đậu trốn ở trên cây phía xa gầm rú, hình như ông già kia không có hứng thú với hầu đậu đậu. Kiều Phúc giải thích. Sau đó lại bổ sung, nói tôi hóa thành gió âm, ông ta không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Lúc tôi thử tấn công ông ta, khí huyết trên người ông ta quá nồng, tôi không thể đến gần được, chỉ có thể tìm chủ nhân. Nghe Kiều Phúc nói vậy, Dương Bách Xuyên có chút không nắm chắc, rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào. Không lẽ là thiên tỉnh giả? Mặc dù khí huyết trên người võ cổ giả cũng dày đặc, nhưng không đến mức làm Kiều Phúc không thể đến gần. Trong lòng vừa suy nghĩ vừa đi đến rừng trúc. Từ xa nhìn lại, cả tòa núi đều là rừng trúc. Nơi này cũng coi như là một phần của dãy núi Tần Lĩnh. Ở núi Tần Lĩnh, những loại động vật quý hiếm như gấu trúc, khỉ lông vàng rất nhiều, nơi có rừng trúc thì có gấu trúc hoang dại ở.
Đi vào rừng trúc, đi tầm 5 đến 60 mét, bên tai của Dương Bách Xuyên vang lên một âm thanh khùng khùng điên điên đang lầm bầm lầu bầu, nhóc con, mày thật không biết điều. Rượu diệp trúc của lão phu đều bị mày uống hết rồi, để mày chơi cùng lão phu cũng không được. Mày không nói đạo lý. Chít chít chít. Trả lời người này chính là tiếng kêu dồn dập của chồn nhỏ, lúc này Dương Bách Xuyên nghe được trong tiếng kêu của chồn nhỏ tràn đầy nóng nảy và lo sợ. Sau đó Dương Bách Xuyên thấy được một ăn mày nằm ngửa trên một khối đá bằng phẳng, trong ngực ôm chồn nhỏ đang gào rú. Xem tuổi thì tầm 8-90 tuổi, đầu bạc trắng râu cũng bạc trắng, nhưng bộ dáng thật sự rất lôi thôi. Rõ ràng tóc bạc lại giống như một năm không tắm gội, biến thành màu cho đen, rối như ổ gà. Quần áo trên người hơi giống áo đạo, nhưng lại rách dưới, chân đi giày rơm, trên chân chét một tầng dơ bẩn dày kịt, nhìn từ xa còn tưởng rằng ông ta đeo tất đen. Trên mặt cũng đen ngòm, nhìn không rõ mặt, chỉ có duy nhất đôi mắt sáng ngời có thần, không phù hợp với tuổi tác bề ngoài của ông ta, không dính dáng đến mấy chữ giả cả mắt mờ. Dương Bách Xuyên bước lên, đi đến gần tảng đá tầm 5 mét mới dừng lại, nhưng ông già như không nhìn thấy anh, chỉ mải nói chuyện với chồn nhỏ. Chồn nhi vừa nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì kêu to, đôi mắt tròn xoe tràn đầy tủi thân, như muốn nói, cuối cùng chủ nhân cũng đến, nhanh chóng cứu tôi thoát khỏi bàn tay ma quỷ của tên điên này đi. Đúng lúc này, hầu đậu đậu đang đứng ở cây trúc phía xa cũng kêu lên, khẹt khẹt. Tiếng kêu của hầu đậu đậu nặng nề khàn khàn, trái ngược với âm thanh trong trẻo của chồn nhỏ. Trong giây lát, Dương Bách Xuyên vừa ngẩng đầu thì thấy một thân hình nhảy xuống từ trên cây trúc cao 10 mấy mét. Sau khi xuống đất, nó kêu loạn lên, trong tiếng kêu tràn đầy hưng phấn, nhảy hai cái nhào lên vai của Dương Bách Xuyên. Xa cách nửa tháng, lúc đi tham gia đại hội võ cổ, hầu đậu đậu còn đang trong quá trình tiến hóa huyết mạch chưa tỉnh lại. Hôm nay gặp lại, Dương Bách Xuyên phát hiện trong ánh mắt của hầu đậu đậu cũng có linh khí giống chồn nhỏ. Hiển nhiên hầu đậu đậu đã tiến hóa huyết mạch thành công, linh trí tăng trưởng, cũng không biết hầu đậu đậu có xuất hiện huyết mạch thần thông gì không, đợi lúc nữa về phải quan sát xem. Khẹt khẹt khẹt. Hầu đậu đậu vui vẻ gào to trên bả vai của Dương Bách Xuyên. Sau đó chỉ vào ông già. Giống như muốn nói mau bắt lấy ông ta, cứu chồn nhỏ. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang trấn an hầu đậu đậu, ông già nằm trên tảng đá lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ồn ào. Hai chữ ngắn gọn vừa ra, dừng ở trong tai của Dương Bách Xuyên giống như tiếng sấm, cả người anh lạnh run. Ông già này tuyệt đối là cao thủ trên bẩm sinh tầng 3, thậm chí có thể cao hơn. Trong lòng của Dương Bách Xuyên sóng cuộn biển gầm. Từ lúc bắt đầu anh đã cảm nhận được hơi thở của ông già vô cùng cường đại, không tùy tiện dùng linh thức thăm dò. Chỉ hai chữ ồn ào cũng đủ chứng minh ông ta là một nhân vật cao thủ. Dương Bách Xuyên có chút bị ông già dọa đến, hầu đậu đậu trên bả vai chấn động, ngoan ngoãn không hề gầm rú, trốn ở trên vai Dương Bách Xuyên, rụt người lại, hình như rất sợ ông ta, nhìn qua có vẻ đã bị dạy bảo một trận. Ngay cả chồn nhỏ cũng dừng gào thét, chỉ chớp chớp đôi mắt ngập nước. Đáng thương nhìn Dương Bách Xuyên. Nó bị ông già cầm trong tay, không nhúc nhích được. Chồn nhỏ ngoan ngoãn làm Dương Bách Xuyên khiếp sợ lần hai. Anh biết sau khi huyết mạch của chồn nhỏ tiến hóa, móng vuốt sắc bén đến mức nào, bây giờ lại bị ông già tùy ý cầm giữ trong lòng bàn tay, có thể thấy được thực lực của ông ta mạnh đến mức nào. Hiển nhiên ông ta không hề e ngại móng vuốt của chồn nhỏ, nói cách khác thân thể cũng rất cường hãn. Trong lòng khiếp sợ là một chuyện. Dương Bách Xuyên còn chưa đến mức bị một câu của ông già dọa không dám ra tay, không dám nói lời nào. Chồn nhỏ gặp anh sớm nhất, ở trong lòng của Dương Bách Xuyên, tình cảm dành cho chồn nhỏ còn nặng hơn hầu đậu đậu. Lúc này nhìn thấy bộ dáng đáng thương của chồn nhỏ, trong lòng của Dương Bách Xuyên cũng phát cáu. Nhìn ông già, hành lễ chào hỏi, vãn bối Dương Bách Xuyên gặp qua lão tiền bối, chồn nhỏ trong tay lão tiền bối là vãn bối dưỡng, cầu xin lão tiền bối trả lại cho vãn bối. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, ông già đột nhiên đứng dậy, nhìn Dương Bách Xuyên nói, tiền bối là tiền bối, lại còn lão tiền bối. Ta rất già hả, nhóc con, ta nói cho nhóc, tuổi linh hồn của ta mới 18, đừng há miệng ngậm miệng lão tiền bối, với cả ta với cậu cũng không thân. Còn có, ta bắt được con chồn nhỏ này ở trên núi, cậu nói là của cậu là được hả? Trên người chồn nhỏ có khác tên của cậu sao? Rõ như ban ngày. Thằng nhóc nhà cậu muốn đánh cướp. Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc,
suýt chút nữa bị ông già này sặc chết, cuối cùng anh cũng đã nhìn ra, tinh thần của ông ta có vấn đề. Ông già chết này không biết xấu hổ hả? Sắp gần đất xa trời nằm vào đất rồi còn tưởng mình 18 tuổi. Ông muốn lên trời hả? Dương Bách Xuyên mắng ở trong lòng. Nếu không phải cảm nhận được hơi thở cường đại của ông ta, không chắc đánh được, Dương Bách Xuyên rất muốn đánh người, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn phải nhịn. Hít một hơi thật sâu, nói, lão tiền bối, chồn nhỏ này thật sự là của vãn bối, nó tên là Hương Hương, không tin vãn bối có thể gọi tên của Hương Hương, nó tuyệt đối sẽ đáp lại vãn bối. Được, chỉ cần cậu gọi chồn nhỏ 3 lần, nó có thể đáp lại cậu 3 lần, tôi sẽ tin tưởng những gì cậu nói là thật. Ông già dùng vẻ mặt nghiền ngẫm cười nhìn anh, nhìn qua có chút điên khùng, làm trong đầu Dương Bách Xuyên hiện lên hình ảnh ông già cố chấp trong phim. Được, tiền bối nhìn kỹ. Dương Bách Xuyên cười, sau đó nói với chồn nhỏ, Hương Hương. Chít chít, chồn nhỏ nhìn Dương Bách Xuyên đáp lại, sau khi huyết mạch tiến hóa, chỉ số thông minh của chồn nhỏ tương đương với trẻ con 8-9 tuổi. Hơn nữa ở bên cạnh Dương Bách Xuyên một thời gian dài, hoàn toàn có thể nghe hiểu Dương Bách Xuyên nói chuyện. Hương Hương. Chít chít. Hương Hương. Chít chít. Gọi 3 lần, chồn nhỏ Hương Hương đáp lại 3 lần. Dương Bách Xuyên cười nhìn ông già, nói, lần này tiền bối đã tin chưa, xin ngài hãy trả lại chồn nhỏ cho vãn bối. Lời nói tiếp theo của ông già hoàn toàn chọc giận Dương Bách Xuyên, trong lòng mắng ông ta không biết xấu hổ, hoàn toàn là một lão già không biết liêm sỉ. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, ông già trừng to mắt nói, tin cái gì mà tin, động vật đều kêu như vậy, hơn nữa, cho dù chồn nhỏ này là của cậu, vậy thì sao? Nó trộm uống hết 3 bình rượu trúc diệp lão phu ủ 3 năm, đây chính là rượu ngon lão phu mất 3 năm ở trong núi sâu rừng già để sản xuất. 1 năm lên men, 1 năm sản xuất, thêm 1 năm phủ bụi ủ ở trong hàn đàm, thằng nhóc nhà cậu có biết nó chân quý đến mức nào không? Lão phu bắt nói coi như gán nợ, hoặc cậu bồi thường rượu cho lão phu sẽ trả chồn nhỏ lại cho cậu. Dương Bách Xuyên nghe xong đen mặt, tức giận không nhẹ. Tức ông già chơi xấu, tức chồn nhỏ tham ăn. Đối với việc chồn nhỏ trộm uống hết rượu trúc diệp ông ta giấu trong hồ nước gì đó, trong lòng của Dương Bách Xuyên tin tưởng 8 phần. Thiên phú của chồn nhỏ là tìm bảo vật, có thể tìm được rượu ông già giấu trong hồ nước cũng không có gì kỳ quái. Nhìn chồn nhỏ và hầu đậu đậu, Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi chúng nó, nói có phải các người uống trộm rượu của người ta không? Chồn nhỏ nhỏ giọng kêu chít chít, cúi thấp đầu. Giống như trẻ con mắc sai lầm. Hầu đậu đậu thông minh hơn, sợ Dương Bách Xuyên trừng phạt, vội vàng bò xuống từ bả vai của anh rồi bò lên trên cây kêu to, móng vuốt khoa tay múa chân, ý nói là chồn nhỏ tìm được, nhưng nó cũng uống. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất tức giận. 2 tên nhóc không bớt lo, lần này bị người tóm được nhược điểm. Khụ khụ 2 tiếng, Dương Bách Xuyên ý đồ muốn dùng tiền bồi thường ông già. Kết quả đàm phán không có hiệu quả, ông già dầu muối không ăn, quyết tâm muốn bắt chồn nhỏ dùng để gán nợ. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, mặc dù cảm thấy ông già cường đại nhưng muốn bắt chồn nhỏ đi gán nợ, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Không dùng được văn có thể dùng vũ lực, anh không tin ông già có 3 đầu 6 tay, cùng lắm thì cướp được chồn nhỏ xong chạy trốn là được. Hơn nữa còn có Kiều Phúc ở đây, âm thầm ra hiệu cho Kiều Phúc tìm cơ hội cướp lấy chồn nhỏ. Kiều Phúc là quỷ tu, người bình thường không nhìn thấy được, chỉ có mình Dương Bách Xuyên nhìn được, gật đầu với Kiều Phúc, bảo anh ta chuẩn bị cướp chồn nhỏ. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ông già, là ông không tuân thủ ước hẹn, tôi sẽ không khách khí. Nói xong, Dương Bách Xuyên bật ra, đánh một quyền về phía ông già. Đối mặt với hơi thở khủng bố của ông ta, anh không dám lơ là, vừa ra tay dùng hết toàn lực chân khí viên mãn. Hơn nữa thân thể anh có lực lượng cường đại, uy lực của quyền này không nhỏ. Nhưng ông già nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh đến, nhếch miệng cười, ha ha, nhóc con dám ra tay với lão phu. Nói xong không thèm để ý một quyền đang lao đến của Dương Bách Xuyên. Tùy ý giơ tay đón nhận nắm tay của Dương Bách Xuyên. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, anh chỉ nhìn thấy ông già tùy tiện giơ tay lên, nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp, tốc độ cực kỳ nhanh. Chờ đến khi Dương Bách Xuyên thấy rõ, một chưởng của ông ta đã đánh vào nắm tay của anh. Âm đoàng. Trong nháy mắt,
Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt, anh chỉ cảm thấy một loại lực lượng che trời lấp đất truyền đến từ bàn tay của ông già. Ngay sau đó cổ tay anh phát ra âm thanh rắc tắc. Dương Bách Xuyên biết cổ tay mình bị chặt đứt. Sau đó thân thể bay ngược ra ngoài, đánh thật mạnh vào cây trúc thô to như cánh tay. Rắc 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 rắc. Chặt đứt liên tiếp 5 cây trúc mới dừng lại. Anh phun ra một ngụm máu. Trong lòng sông cuộn biển gầm, tư duy có hơi đình trệ. Con mẹ nó quá khủng bố. Ông gia này quá biến thái. Một trường tùy tay của ông ta cũng làm anh không có đường phản kháng. Còn vận dụng vũ lực. Cho dù âm thầm gọi Kiều Phúc cũng vô ích. Thực lực của lão biến thái là gì? Bẩm sinh tầng 7, tầng 8. Hay là cao thủ tầng 9, hoặc đã vượt ngoài cấp bậc bẩm sinh. Dương Bách Xuyên nằm ở chỗ đó suy nghĩ như vậy. Cũng may ông già không thừa thắng xông lên, anh cũng cảm nhận được vừa rồi ông ta chỉ tùy tiện đánh trả. Nếu ông ta dùng toàn lực, khả năng cao anh sẽ chết. Ngồi dậy lau vết máu ở khóe miệng, Dương Bách Xuyên gọi sư phụ Vân Thiên Tà, sư phụ, con gặp phải lão biến thái cường đại nhất trong đời, làm sao bây giờ? Ở trong lòng gọi sư phụ, sau đó âm thanh của Vân Thiên Tà vang lên, khụ khụ, trong thời gian ngắn con sẽ phải ngẩng đầu nhìn lên thực lực của người này, cái đó, giả vờ cúi đầu làm cháu trai đi. Ông ta muốn bắt chồn nhỏ gán nợ thì để ông ta bắt đi, sau này có thực lực rồi đến cướp lại là được. Đợi lát nữa nếu ông ta còn ra tay, sư phụ chỉ có một biện pháp, ra vẻ đáng thương chạy đi. À sư phụ thối, theo như lời của người, ngay cả thần hồn của người cũng không áp chế được ông ta. Dương Bách Xuyên quá kinh ngạc, đây là lần đầu tiên sư phụ bảo anh ra vẻ đáng thương chạy trốn. Thằng nhóc thối, sư phụ chính là chí tôn thập nhị kiếp tán tiên, nhưng lại là tàn hồn, còn giúp con vài lần liên tiếp, bây giờ thần hồn không ổn định. Con lại làm sư phụ ra tay đối phó với người này, có lẽ ta sẽ hồn phi phách tán, nói thật cho con, thực lực của người này có thể sánh với kim đan. Cho dù là thân thể hay thần hồn đều có thể sánh ngang với kim đan, ông ta không phải là loại thần hồn kim đan tàn khuyết của chị em nhà họ Lục, cũng không phải là người tu chân, có lẽ là võ cổ giả vượt ngoài bẩm sinh. Việc áp chế ông ta là quá sức với tàn hồn của ta, nếu ông ta muốn hạ đòn sát thủ, một kích vừa rồi đã đập chết con rồi. Vì vậy ta sẽ không ra tay, hiện tại cũng không định ra tay, con giả vờ cúi đầu làm cháu trai, đừng đánh bừa, cùng lắm thì để ông ta mang chồn nhỏ đi, sau này cướp lại là được. Trong âm thanh của Vân Thiên Tà cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Nghe được âm thanh của sư phụ, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, không biết sao lại có thể xui xẻo đụng phải võ cổ giả vượt ngoài bẩm sinh, quá đen đủi. Cũng may ông ta nhìn như điên khùng nhưng cũng không ra tay đối phó với anh, nếu không Dương Bách Xuyên thật sự phải chạy trốn. Ông ta cười ha ha, nói, nhóc con nhà cậu có chút thú vị, rõ ràng chưa đến bẩm sinh, nội lực là ám kình đỉnh phong, nhưng thực lực lại có thể so với bẩm sinh tầng 1 đỉnh phong, quái lạ quái lạ. Sau đó vuốt râu lầm bầm lầu bầu, hỏi, nhóc con, sư phụ cậu là ai? Lúc này Dương Bách Xuyên học ngoan. Vũ lực không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể dùng văn lực. Nghe thấy ông già nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, mình còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến, đừng nói bẩm sinh tầng 1, ngay cả bẩm sinh tầng 2 cũng có thể đối phó được. Đúng rồi, có nên dùng vu thuật chú tinh huyết đối với ông già này hay không? Nhóc con đừng nghĩ, dùng vu thuật chú tinh huyết đối phó với bẩm sinh còn được, đối phó với người này chỉ có tìm chết. Đừng thật sự chọc giận ông ta, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, không chút khách khí. À vậy thôi, Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng thấy đúng, ông già điên khùng trước mắt chính là võ cổ giả vượt ngoài bẩm sinh, có thể so với cường giả kim đan, dùng vu thuật chú tinh huyết cũng vô dụng. Nhìn ông già, Dương Bách Xuyên đắn đo suy ngẫm, nhìn xem có thể mang chồn nhỏ về không, mở miệng nói, ông già, trước tiên đừng nói đến sư môn của tôi, chúng ta trở lại vấn đề chính. Ông muốn như thế nào mới trả lại chồn nhỏ cho tôi, nếu không tôi bồi thường ông một xe tiền, thế nào? Cút đi, rượu lão phu sản xuất là bí phương độc quyền, không phải rượu bình thường, cho ta 10 xe ta cũng không thèm. Rượu trúc diệp của lão phu trải qua lễ rửa tội của tinh hoa trời đất. Ở trong giới võ cổ, độ ngon chỉ đứng sau rượu khỉ, trừ khi cậu có thể lấy rượu khỉ ra đổi, nếu không không cần bàn. Nhưng rượu khỉ được trời ưu ái.
chỉ có linh hầu ở trong hoàn cảnh đặc thù mới có thể sản xuất được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Được rồi, đừng quấn lấy lão phu, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Nói xong, ông già ôm chồn nhỏ đang hoảng sợ la hét vào trong lòng, quay người rời đi, không thèm liếc nhìn Dương Bách Xuyên. Nhưng ông ta còn chưa đi được ba bước, đột nhiên dừng lại, dùng mũi ngửi ngửi, lẩm bẩm, mùi rượu thơm quá, là hương vị của rượu khỉ. Ông già vừa nói, trên mặt tràn đầy si mê, theo bản năng nuốt nước bọt. Vừa xoay người lại thấy được trong tay tên nhóc đối diện cầm một bình rượu gốm sứ, cười ha ha nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, ông già điên khùng này chính là một người si mê rượu ngon, khi ông ta nói ra rượu khỉ, Dương Bách Xuyên biết chuyện này có đường sống. Trong lòng động, lấy ra một vò rượu khỉ loại tốt từ trong hồ Càn Khôn. Đây chính là rượu khỉ anh có được từ quê quán của Hầu Đậu Đậu, để ở không gian hồ Càn Khôn, đưa ra ngoài một nửa còn lại vẫn để trong không gian hồ Càn Khôn chưa động vào. Cầm trong tay, vừa mở nắp, mùi hương của rượu khỉ liền bay ra ngoài, sau đó thấy được ông già dùng vẻ mặt si mê nuốt nước bọt, quay người lại. Ngay sau đó, trong lúc Dương Bách Xuyên còn chưa lấy lại phản ứng, nhìn thấy hai mắt ông già sáng rực, biến thành một trận gió, biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy như có một trận gió to thổi qua, phản ứng lại thì vò rượu trong tay đã không thấy. Ông già điên khùng xuất hiện ở bên người, trong tay cầm rượu khỉ, dùng mũi ngửi, lẩm bẩm, quả nhiên là rượu khỉ, quả nhiên là rượu khỉ. Trong giọng nói tràn đầy kích động, Dương Bách Xuyên thấy vậy, khóe miệng cong lên, một suy nghĩ tuyệt diệu xuất hiện trong đầu anh. Dương Bách Xuyên nhìn thấy bộ dáng si cầm rượu khỉ của ông ta, hình ảnh này có chút giống xác quỷ gặp được một người phụ nữ nóng bỏng, nhìn hơi nổi da gà. Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra được, ông già này là người rất say mê rượu ngon, đương nhiên rượu ông ta say mê không phải rượu bình thường. Rượu khỉ là một trong số đó, ở trong cảm nhận của ông ta, có lẽ là đây là loại rượu có giá trị đỉnh cấp. Dù sao tốt hơn rượu trúc diệp ông ta tự mình sản xuất. Kha! Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên, ông già uống ừng ực, sau đó hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt đầy say mê. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vậy cũng muốn uống. Sau nửa ngày, ông ta mới chép miệng lẩm bẩm, thượng phẩm. Lúc này ông ta mới quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên, trên mặt hiện lên nụ cười, không còn là vẻ mặt mày thiếu tao mấy trăm vạn nữa, cười ha ha nói, cái đó, nhóc con, lão phu tha thứ cho cậu, rượu khỉ này của cậu rất tuyệt. Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng, cái gì mà tha thứ cho tôi, lại không phải tôi làm chuyện xin lỗi ông. Trong lòng nói thầm như vậy, nhưng vẫn muốn thực hiện kế hoạch của mình, nói với ông ta, lão tiền bối, rượu khỉ này cho ngài, có thể trả lại chồn nhỏ cho vãn bối không? Không trả, con chồn của cậu uống hết ba bình rượu của ta, cậu mới chỉ bồi thường cho ta một cái bình nhỏ. Một bình rượu nhỏ này có thể làm ta tha thứ cho sự vô lễ của cậu, trừ khi cậu bồi thường cho ta thêm ba bình rượu khỉ. Ông ta vừa nói chuyện vừa uống rượu. Dương Bách Xuyên suýt chút nữa chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại thực lực của ông ta phải nhịn xuống, còn phải tìm từ nói chuyện cẩn thận, tránh chọc giận ông ta. Lão tiền bối, chính miệng ngài nói nếu vãn bối lấy ra được rượu khỉ sẽ trả lại chồn nhỏ cho vãn bối. Hơn nữa chính ngài cũng rõ rượu khỉ này chỉ có thể gặp không thể cầu, có được một bình đã rất may mắn rồi. Rượu trúc diệp của ngài cũng không thể so được với rượu khỉ đúng không? Dương Bách Xuyên giảng đạo lý với ông ta. Ha ha, ta nói vậy bao giờ? Ông già bắt đầu già ngây giả dại, sau đó còn nói thêm, trừ khi cậu lại lấy ra thêm một bình. Lão phu đảm bảo sẽ trả lại chồn nhỏ cho cậu, ha ha. Lần này Dương Bách Xuyên không tức giận, ngược lại nở nụ cười, thăm dò được ông ta muốn cái gì tức là tìm được nhược điểm của ông ta, đến lúc đó sẽ dễ đối phó. Nhìn ông ta, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, lão tiền bối, không dám giấu giếm, nhà vãn bối còn ít nhất 20 cân rượu khỉ. Cái gì, 20 cân, Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã bị ông ta ngắt lời. Vẻ mặt kích động truy vấn. Trong lòng Dương Bách Xuyên mừng thầm, thầm nghĩ, lão cứng đầu mắc câu. Trên mặt vẫn nghiêm trang trả lời, tuyệt đối không phải nói dối, nếu không ngài đi cùng vãn bối về nhà, vãn bối cho ngài. Được được, ngay lập tức hai mắt ông ta sáng rực, một bộ dáng chảy nước bọt. Khụ khụ, nói trước, vãn bối cho ngài rượu khỉ, ngài trả lại chồn nhỏ cho vãn bối. Dương Bách Xuyên đi trước một bước.
bắt đầu đưa ông ta vào bẫy. Cho, ta cũng chỉ hứng thú với linh tính của con chồn này, cậu cho ra rượu khỉ, ta trả lại chồn nhỏ cho cậu. Nói xong nhét chồn nhỏ vào trong ngực Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ôm chồn nhỏ, sửng sốt nói, lão tiền bối, ngài không sợ vãn bối ôm chồn nhỏ chạy mất. Ha ha, nhóc con, cậu thử chạy xem. Hơn nữa ta nói trước, nếu cậu không lấy ra được 20 cân rượu khỉ, lão phu sẽ không buông tha cho cậu. Một loại khí chất cường đại tự tin toát ra từ trên người ông ta, là một loại tự tin nắm giữ tất cả. Dương Bách Xuyên biết đây là tự tin bởi thực lực cường đại nên ông già không sợ anh chạy trốn. Nhưng nói đi nói lại, nếu bây giờ Dương Bách Xuyên ôm chồn nhỏ chạy trốn, nói thật anh thật sự không có tự tin có thể chạy khỏi tay của ông già. Khóe miệng co rút, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, làm gì có, vãn bối chỉ đùa một chút, đi thôi, vãn bối dẫn ngài đi. Dương Bách Xuyên cảm giác được, mặc dù ông già này nói chuyện vô sỉ, nhưng anh cảm giác được ông ta không phải người xấu. Nếu không anh cũng không dám dẫn ông ta về nhà, do đó tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Nhóc con không thể trốn khỏi lòng bàn tay của lão phu đâu. Đắc ý nói xong lại uống thêm một ngụm rượu khỉ, vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ, thầm nghĩ đây là đồ tốt. Dương Bách Xuyên ôm chồn nhỏ, âm thầm bảo Kiều Phúc về nhà, hô gọi Hầu Đậu Đậu đang ngồi xổm trên cây, mang theo ông già về nhà. Vừa đi vừa thử hỏi, nên xưng hô tiền bối như thế nào? Có lẽ uống được rượu khỉ nên tâm trạng tốt, đối với câu hỏi của Dương Bách Xuyên ông ta không hề không kiên nhẫn, ngược lại suy tư nói, đúng vậy, tên ta là gì ta? Nghe được những lời này, Dương Bách Xuyên đen mặt không còn gì để nói, không lẽ thật sự là một tên điên khùng? Ngay cả tên của mình cũng không biết. Dương Bách Xuyên cũng không thúc giục ông ta, vừa đi vừa trộm đánh giá. Chỉ thấy ông ta trầm tư suy nghĩ, lẩm bẩm, không ngừng lặp lại câu, tên ta là gì. Qua một lúc lâu, đột nhiên ông ta kêu to, nói, con mẹ nó lão phu không nghĩ ra tên mình là gì, nhóc con, cậu đặt một cái tên cho lão phu đỡ phiền não suy nghĩ. A Dương Bách Xuyên chảy mồ hôi, đột nhiên cảm thấy ông già này rất vui tính, còn không phải là lấy một cái tên cho ông ta sao, quá đơn giản. Có thể đặt tên cho một siêu cao thủ. Sau này truyền ra ngoài cũng rất oai phong. Lập tức buột miệng nói, tiền bối đang ở núi sâu rừng già, nhìn ra được rất thích uống rượu, ngài đầy đầu bạc, tiên phong đạo cốt, nếu không vãn bối gọi ngài là tử tiên có được không? Dương Bách Xuyên quyết tâm muốn nịnh nọt phải nịnh đến cùng, mặc dù nhìn ông ta dơ bẩn lôi thôi, nói vậy tiên phong đạo cốt rất trái lương tâm, nhưng, rất cần thiết, nếu không làm sao có thể lừa dối tiếp. Tử tiên, tên này hay. Nhóc con đặt tên không tệ, từ nay lão phu tên là Tử Tiên. Ông già, bây giờ tên là Tử Tiên vui vẻ nói. Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, chỉ cần ông ta vui vẻ thì dễ nói, tiếp theo mới có thể tiếp tục nói chuyện với nhau. Sau đó Dương Bách Xuyên hỏi, Tử Tiên tiền bối, không biết tiền bối là người của môn phái nào? Môn phái, tại sao nghe có chút quen tai? Để lão phu nghĩ lại Tử Tiên lại rơi vào suy tư. Dương Bách Xuyên có chút nhìn ra, ông già này không phải chứng si ngốc tuổi già thì là mất trí nhớ. Nhưng ông ta là võ cổ giả, tỷ lệ mắc phải chứng si ngốc tuổi già rất nhỏ, có lẽ là mất trí nhớ. Sau một lúc, Dương Bách Xuyên cảm giác được không thích hợp, anh nhìn thấy trong tay ông già túm xuống một nhúm tóc bạc, vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên không nghĩ ra chính mình thuộc môn phái nào, hoặc rơi vào hoài nghi nào đó. À, lão phu không nghĩ ra. Đột nhiên Tử Tiên lão đầu thét dài, tung một chưởng đánh vào một gốc cây to nửa thước. Ầm. Rắc rắc. Đại thụ có đường kính nửa thước đứt gãy theo tiếng vang. Dương Bách Xuyên trợn mắt há mồm, sợ hãi ông ta nổi điên, vội vàng nói, tiền bối không nghĩ ra thì thôi, đến, uống rượu nào. Không được, lão phu chắc chắn có thể nhớ được, cậu nhanh nghĩ giúp ta, lão phu là người môn phái nào. Lúc này Tử Tiên lão đầu nhéo cổ áo của Dương Bách Xuyên, trong mắt tràn ngập màu đỏ bảo Dương Bách Xuyên nhớ giúp mình. Trong lòng Dương Bách Xuyên chua xót đến cực độ, con mẹ nó trí nhớ của ông tôi nhớ như thế nào. Bị ông ta túm cổ áo, cảm nhận được hơi thở cường đại phát ra từ trên người ông ta, trái tim của Dương Bách Xuyên nhảy loạn thình thịch. Đúng lúc này, trong đầu vang lên âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà, nhóc thối. Nhanh chóng nói bừa ra một cái môn phái trấn an cảm xúc của ông ta.
người này sắp tẩu hỏa nhập ma, có lẽ trước kia ông ta từng tẩu hỏa nhập ma, bây giờ không nhớ được chính mình là ai, đó chính là nguyên nhân. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy, trong lòng hoảng sợ, anh biết về tẩu hỏa nhập ma, đó là trạng thái hoàn toàn mất đi lý trí, không khéo anh sẽ bị giết chết, anh còn chưa sống đủ đâu. Trong óc trở lóe lên tia sáng, vội vàng nói, tự tiên tiền bối, ngài là người Vân Môn, là đại trưởng lão Vân Môn, là người Vân Môn. Vừa thốt ra những lời này, tự tiên lão đầu sửng sốt nói, Vân Môn. Ta là đại trưởng lão của Vân Môn, ta là người của Vân Môn, ông ta lầm bầm lầu bầu. Đúng đúng đúng, ngài là đại trưởng lão Vân Môn, là người Vân Môn. Dương Bách Xuyên vội vàng trả lời. À, nhớ rồi. Ta là đại trưởng lão Vân Môn, là người Vân Môn. Dần dần tơ máu trong mắt Tửu Tiên lão đầu dần biến mất, trong tay cũng buông lỏng cổ áo của Dương Bách Xuyên ra. Sau lưng của Dương Bách Xuyên ướt đẫm mồ hôi lạnh, nói thầm, cố nguy hiểm, xem ra không thể tùy tiện nói chuyện với ông già này, con mẹ nó thì ra không phải mất trí nhớ, là người luyện công tẩu hỏa nhập ma. Sau đó Dương Bách Xuyên cũng không dám hỏi ông ta vấn đề khác, chỉ dám nói về rượu. Bởi vì anh phát hiện chỉ có nói về đề tài rượu ông ta mới bình thường một chút. Chẳng mấy chốc một giờ trôi qua, lúc này đã về đến biệt thự. Lúc này tất cả người của Vân Môn đã đến đông đủ, nhìn thấy Dương Bách Xuyên trở về, mọi người đều đi ra chào hỏi, cũng thấy được Tửu Tiên đi phía sau Dương Bách Xuyên. Nhưng ở trong mắt mọi người, Tửu Tiên chính là ăn mày. Lưu Thích Kỳ nhanh mồm, chỉ vào Tửu Tiên lão đầu phía sau Dương Bách Xuyên. Nói, nhóc Xuyên, cậu làm chúng tôi đợi lâu vậy vì đi ra ngoài nhặt được một lão ăn mày sao? Lưu Thích Kỳ nói xong, Dương Bách Xuyên nghĩ thầm không xong, còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó Lưu Thích Kỳ đã bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất kêu thảm thiết. Nhóc con, cậu nói ai là ăn mày? Tửu Tiên lão đầu căm tức chừng mắt nhìn Lưu Thích Kỳ. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng đổ mồ hôi, lão cứng đầu này quá không bình thường. Tất cả mọi người ở đây đều rất kinh ngạc, bọn họ chỉ nhìn thấy ông già vung tay lên Lưu Tích Kỳ đã bay ngược ra ngoài. Một đám đều nghĩ không biết Dương Bách Xuyên nhặt được một cao thủ như vậy ở chỗ nào. Tửu Tiên lão đầu rất tức giận, Dương Bách Xuyên biết ông ta có thật xấu tẩu hỏa nhập ma, không chịu nổi kích thích, vội vàng trấn an ông ta đừng tức giận. Liều mạng nháy mắt ý bảo Lưu Tích Kỳ đừng tức giận. Lưu Tích Kỳ rất oán hận nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Tức thì tức nhưng anh ta không ngốc, bây giờ tu vi của anh ta cũng là luyện khí kỳ tầng 1, có thể cảm nhận được lão ăn mày này không dễ chọc, hơn nữa thấy Dương Bách Xuyên nháy mắt chỉ có thể từ bỏ. Chờ sau khi Tửu Tiên lão đầu nguôi giận, Dương Bách Xuyên nói với mọi người, cái đó, giới thiệu cho mọi người, vị này chính là đại trưởng lão của Vân Môn chúng ta, tên là Tửu Tiên. Về sau mọi người có rượu ngọn đừng quên hiếu kính đại trưởng lão. Hiện tại Dương Bách Xuyên lừa dối Tửu Tiên lão đầu vào Vân Môn, trở thành đại trưởng lão của Vân Môn, nghĩ lại anh cũng rất muốn ấn like cho chính mình. Nếu có thể sắp xếp Tửu Tiên lão đầu vào Vân Môn, có thể nghĩ được ông ta sẽ trở thành định hải thần châm của Vân Môn, ít nhất trước khi tu vi của Dương Bách Xuyên chưa đạt đến kim đan, Vân Môn sẽ an toàn khi có Tửu Tiên lão đầu. Nghĩ thử xem. Võ cổ giả vượt ngoài bẩm sinh. Chính là cao thủ hàng thật giá thật có thể sánh vai với người tu chân, ở trong giới võ cổ chính là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Từ trong miệng của Bách Sơn và Hạ Lộ, Dương Bách Xuyên biết được trong mấy tông môn cổ xưa đều có cao thủ bẩm sinh tầng 5 tầng 6. Còn bẩm sinh tầng 9, cũng không biết những tông môn cổ xưa đó có bao nhiêu, cho dù có võ cổ giả bẩm sinh tầng 9, đối mặt với Tửu Tiên lão đầu vượt ngoài bẩm sinh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn ông ta. Vì vậy, hiện tại Dương Bách Xuyên đã coi Tửu Tiên lão đầu thành bảo bối, nếu có thể sắp xếp giữ chân được ông ta ở lại trấn giữ Vân Môn, không thể nghi ngờ mấy năm tiếp theo, Vân Môn sẽ không còn lo sợ kẻ địch gây chuyện, có thể toàn tâm toàn ý phát triển bản thân. Quan trọng hơn, Dương Bách Xuyên cảm thấy có Tửu Tiên lão đầu trấn giữ Vân Môn, anh có thể có nhiều tự do hơn. Thân là người tu chân, yêu cầu đi đi lại lại rất nhiều để tìm thiên tài địa bảo tăng lên tu vi. Có Tửu Tiên lão đầu trấn giữ Vân Môn, anh không cần lo lắng sự an toàn của người thân bạn bè, nói trắng ra có thể yên tâm đi ra ngoài lang bạt. Dương Bách Xuyên tổng kết, trước mắt tình huống của Tửu Tiên lão đầu lợi nhiều hơn tệ. Lợi ở chỗ, Tửu Tiên lão đầu có chứng mất trí nhớ, không đúng, là chứng tẩu hỏa nhập ma,
vì vậy ông ta không nhớ được chính mình là ai, là người của tông môn nào. Có thể mượn chuyện này và rượu khỉ để giữ tử tiên lão đầu ở Vân Môn. Tể cũng ở chứng bệnh tẩu hỏa nhập ma, loại tình huống này không chắc chắn, có lẽ sẽ có một ngày tử tiên lão đầu sẽ nhớ được gì đó sau đó rời đi, hoặc người trong sư môn của ông ta sẽ tìm được và tiếp ông ta đi. Nhưng tình huống tẩu hỏa nhập ma cũng không dễ dàng khỏi như vậy, nói không chừng cả đời vẫn như vậy. Dương Bách Xuyên chỉ có thể thầm cầu nguyện tử tiên lão đầu vĩnh viễn đừng nhớ ra gì đó, sư môn của ông ta cũng đừng tìm đến, hoặc tàn nhẫn một chút, dứt khoát nguyền rủa ông ta cô độc một mình, sư môn biến mất, để ông ta ở lại Vân Môn cả đời. Ông ta không chịu nổi kích thích, đặc biệt khi hỏi đến vấn đề thân thế sư môn của ông ta. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất cần thiết nói rõ ràng vấn đề này cho mọi người, dùng hết thủ đoạn giữ ông ta lại Vân Môn. Sau đó Dương Bách Xuyên bảo mọi người vào biệt thự, chính anh mang theo tử tiên lão đầu đi vào, sau đó nói, đại trưởng lão, ngài chờ vãn bối đi tìm rượu khỉ cho ngài. Được được được, nhanh đi đi, sắp uống xong bình này rồi. Tử tiên lão đầu nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt sáng rực. Thật ra không cần đi tìm, chỉ lên tầng đi vào chỗ ngoặt lấy ra hai bình rượu từ không gian hồ càn khôn cho ông ta. Không gian hồ càn khôn của anh có tổng 30 bình rượu khỉ. Nhưng không thể đưa hết một lần cho tử tiên lão đầu, phải dùng làm mồi nhử để giữ ông ta lại. Xuống tầng trở lại phòng khách, Dương Bách Xuyên đưa hai bình cho ông ta, nghiêm túc nói, đại trưởng lão, đây là cứ điểm Vân Môn chúng ta, vãn bối chỉ tìm được hai bình rượu khỉ ở chỗ này. Ngài uống tạm hai bình này trước, uống xong rồi vãn bối lại tìm cho ngài, số rượu khỉ còn lại ở trong tổng bộ Vân Môn. Rượu khỉ được gửi từ quê quán của vãn bối. Ngài yên tâm rượu khỉ quê quán gửi lên đều giữ lại cho ngài, không cho người khác. Mấy ngày nữa về đến tổng bộ Vân Môn, vãn bối sẽ để ngài tha hồ uống, được không? Lúc nói những lời này, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút thấp thỏm, cầu nguyện ông ta đừng tức giận. Quả nhiên sau khi nói xong, ông ta nhíu mày, nhưng sau đó có hơi giãn ra, có lẽ nghe Dương Bách Xuyên nói miễn cương có thể tiếp thu. Vậy nhanh chóng trở về tổng bộ Vân Môn đi. Không có nhiều rượu khỉ uống không đã. Tử tiên lão đầu vừa nói vừa gấp không chờ nổi, vội vàng mở một bình rượu khỉ uống ửng ực. Lần này Dương Bách Xuyên có chút yên tâm, chỉ cần ông ta không tức giận thì dễ làm. Vội vàng nói, được được được, bên này còn có chút chuyện cần xử lý, chờ mọi chuyện xong xuôi chúng ta sẽ trở về tổng bộ Vân Môn. Dương Bách Xuyên nói dối mặt không đỏ tim không đập. Tất nhiên anh cũng không phải thật sự nói dối. Trong lòng đang nghĩ rời Vân Môn về quê quán thiết lập tổng bộ ở đó, nhưng phải đợi xử lý xong xuôi mọi chuyện bên này mới được, tạm thời chỉ có thể kéo dài giữ chân tử tiên lão đầu. Mọi người xung quanh cũng nhìn ra Dương Bách Xuyên đang lừa dối tử tiên lão đầu. Một đám dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dương Bách Xuyên, chờ anh giải thích cho mọi người. Dương Bách Xuyên cũng biết lúc này trong lòng mọi người rất nghi hoặc cách làm của anh, nhưng anh phải trấn an tử tiên lão đầu trước đã. Khâu Vân, nhanh xuống phòng bếp lấy đồ nhắm rượu cho đại trưởng lão. Dương Bách Xuyên nói với Khâu Vân. À ừ, có đây, em lập tức mang lên ngay đây. Khâu Vân vội vàng gật đầu nói. Vậy còn được, nhóc Xuyên biết làm việc đó, ha ha. Tử tiên lão đầu nghe thấy Dương Bách Xuyên lấy đồ ăn cho mình, lập tức vui vẻ, thuận miệng gọi Dương Bách Xuyên là nhóc Xuyên. Vậy đại trưởng lão cứ từ từ uống. Vãn bối đi bảo mọi người chuẩn bị chút rượu ngon. Dương Bách Xuyên không nháy mắt tiếp tục lừa dối. Đi thôi, đừng kém quá, không bằng rượu khỉ nhưng cũng có thể chắp vá. Nghe thấy từ rượu, tử tiên lão đầu rất vui vẻ. Sau đó Dương Bách Xuyên đưa mọi người ra một bên của phòng khách, chuẩn bị nói chuyện về tử tiên lão đầu cho bọn họ. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng cười truyền đến từ trong mật thất ngầm. Dương Bách Xuyên nghe được âm thanh của đồ đệ Độc Cô Hối, có lẽ là ba người Độc Cô Hối, Lục Tuyết Hy, Vương Tông Nhân xuất quan. Nhìn Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên nói, Đại Nghị, anh gọi cả ba người bọn họ đi lên đi, đừng để Độc Cô Hối nói ồn ào, tránh kích thích tử tiên lão đầu. Được, tôi đi ngay đây. Lý Đại Nghị đi xuống mật thất ngầm, rất nhanh đã mang theo ba người Lục Tuyết Hy đi lên. Lục Tuyết Hy vừa đi lên thì nhìn thấy tử tiên lão nhân ngồi một bên say mê uống rượu, hai mắt của cô ta sáng rực. Cô ta đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, nói tiên sinh, lão tiền bối này là thần thánh phương nào? Sư phụ!
Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân cũng vội vàng hành lễ. Được rồi, đừng đa lễ, ba người các cậu không tệ, vừa bế qua đã nhảy lên ba tiểu cảnh giới. Dương Bách Xuyên cười nói, không ngờ Lục Tuyết Hy đã lên đến luyện khí kỳ tầng 7, nhảy 2 cấp. Tu vi của Độc Cô Hối cũng lên đến luyện khí kỳ tầng 6, thắng nhóc này nhảy 3 cấp giống như tên lửa. Nhưng cũng ở trong dự đoán, dù sao cậu nhóc này cũng có nội lực ám kình tầng 8 làm cơ sở, tu chân chuyển hóa nội lực thành chân khí cũng nhanh. Tu vi của Vương Tông Nhân cũng đạt đến luyện khí kỳ tầng 2 trong thời gian ngắn, cậu ta không phải đệ tử luyện võ, vừa tu chân đã nhảy lên một tiểu cảnh giới trong nửa thánh cũng không tệ. Tất nhiên điều này có liên quan đến đan dược anh ban cho. Trên thực tế, chỉ cần người Vân Môn từng dùng đan dược của anh, tu vi dù nhiều hay ít cũng đều tăng lên, thực tổng thể cũng không tệ. Sau khi khen hai đồ đệ, Dương Bách Xuyên đi vào vấn đề chính, nói cho mọi người chuyện của Tử Tiên lão đầu, còn yêu cầu sau này mọi người phải tôn trọng coi ông ta là đại trưởng lão Vân Môn, nghĩ mọi cách giữ lại Tử Tiên lão đầu. Mọi người nghe được ông già lôi thôi bẩn thỉu như ăn mày kia lại có tu vi cao hơn Dương Bách Xuyên rất nhiều, một đám đều tỏ vẻ sẽ cùng nhau dốc sức giữ Tử Tiên lão đầu lại. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên mang theo ba người Lục Tuyết Hy giới thiệu cho Tử Tiên lão đầu. Ông ta uống một ngụm rượu, nhìn Lục Tuyết Hy, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân, chậm rãi nói ra lời nói làm hai mắt Dương Bách Xuyên sáng rực. Đầu tiên Tử Tiên lão đầu liếc nhìn Lục Tuyết Hy một cái, híp mắt cười ha ha, nói, cô nhóc này thú vị. Câu nói này của ông ta có chút không hiểu được, cũng không nói nhiều, nhưng mấy người biết nội tình như đám người Dương Bách Xuyên đều hiểu, Lục Tuyết Hy là hai thần hồn cùng chung một cơ thể. Cũng không biết ý của Tử Tiên lão đầu có phải điều này không. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ tám phần là ý này. Trong lòng cũng muốn cười, lão đầu lại gọi Lục Tuyết Hy là cô nhóc, tuổi thật của hai chị em này cũng vài trăm tuổi, không biết giữa hai người bọn họ và Tử Tiên lão đầu, ai lớn hơn ai. Nhưng bề ngoài lại khác nhau, Lục Tuyết Hy nhìn qua mới đầu 20, còn Tử Tiên lão đầu lại 8-90 tuổi. Tử Tiên lão đầu uống tiếp một ngụm rượu, dừng ánh mắt trên người Độc Cô Hối, chậm rãi nói, nhóc này là kiếm khách trời sinh. Nhóc con, về sau đả tọa nhiều thêm, xóa bỏ nóng nảy trong lòng, tương lai của nhóc có thể đi xa hơn. Độc Cô Hối nghe Tử Tiên lão đầu đánh giá, hơi sửng sốt, sau đó tự hỏi một lúc, liếc mắt nhìn sư phụ Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu nhanh cảm ơn. Cảm ơn đại trưởng lão chỉ dẫn, vãn bối nhớ kỹ. Độc Cô Hối vội vàng nói lời cảm ơn. Tử Tiên lão đầu dừng tay, nói, không cần cảm ơn, nhóc có thiên phú. Nhưng con đường tu hành võ đạo nặng ở môn tu hành cá nhân, có thể đi xa hơn hay không phải xem chính cậu đủ nỗ lực hay không. Vâng, vãn bối ghi khắc, Độc Cô Hối chắp tay. Lúc này Tử Tiên lão đầu dừng lại trên người Vương Tông Nhân, đôi mắt nhìn như vẩn đục đột nhiên sáng rực, nhóc con, cậu tên là gì? Bẩm đại trưởng lão, vãn bối tên là Vương Tông Nhân. Vương Tông Nhân vội vàng nói. Không tồi. Mặc dù tư chất của cậu bình thường chút, nhưng khí vận không kém, sau này gặp nhiều chuyện nhìn xem, có lẽ có thể đại bàng dương cánh, một bước lên trời, nắm chắc cơ hội mới là căn bản của cậu, tất nhiên khổ luyện là cơ sở. Tử Tiên lão đầu uống rượu khỉ đưa ra lời bình, đánh giá ngắn gọn ba người một lượt. Nghe được những lời này, hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực, bởi vì những lời này của Tử Tiên lão đầu hoàn toàn giống với đánh giá của sư phụ về ba người Lục Tuyết Hy, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân. Điều này thuyết minh lão đầu là một bảo bối. Mặc dù sư phụ Vân Thiên Tà có kinh nghiệm tu đạo vô cùng phong phú nhưng chỉ giới hạn trong truyền giáo một mình anh, còn đang ở trong hồ càn khôn, không phải lúc nào cũng có thể ra chỉ dạy. Còn Tử Tiên lão đầu lại là người sống sờ sờ, ông ta cường hãn hơn Lục Tuyết Hy rất nhiều. Nếu đệ tử Vân Môn được ông ta chỉ điểm trong lúc tu hành, tu vi có thể tiến bộ vượt bậc. Một người thầy chỉ đạo tu chân Lục Tuyết Hy, một người thầy chỉ đạo võ cổ giả, quả thực là phúc phận của Vân Môn. Từ đánh giá ngắn gọn về ba người có thể thấy được ở trong tình huống không điên, Tử Tiên lão đầu thừa sức chỉ đạo đệ tử Vân Môn. Lão bảo bối trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ vui mừng. Càng thêm kiên định phải hầu hạ tốt rượu ngọn cho tiên lão đầu, giữ ông ta lại Vân Môn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng lôi thôi và mùi khó ngửi phát ra từ trên người Tử Yên lão đầu, hơn nữa đang mùa đông, quần áo trên người ông ta cũng rách nát hết.
quá keo kiệt, có lẽ loại người có tu vi như ông ta không sợ rét lạnh, nhưng nhìn khó coi. Hơn nữa tạm thời phải ở trong biệt thự, mọi người nhìn bộ dáng lôi thôi bẩn thỉu của ông ta cũng sốt ruột. Nói với Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân, hai người các cậu dẫn đại trưởng lão ra ngoài tắm rửa sửa sang lại một chút, sau đó đặt mua mấy bộ áo đạo tốt nhất cho đại trưởng lão, nhất định phải hầu hạ tốt đại trưởng lão, biết chưa? Sư phụ yên tâm, bọn con sẽ phụng dưỡng tốt đại trưởng lão. Độc Cô Hối nói xong, cẩn thận hỏi, sư phụ, cái đó, có thể hủy bỏ 3 tháng đóng cửa bế quan được không? Hừ, trước cứ phụng dưỡng tốt đại trưởng lão rồi tính, thằng nhóc nhà cậu đừng có kè mặc cả. Dương Bách Xuyên nhớ lại bộ dáng kiêu ngạo của Độc Cô Hội ở đại hội võ cổ lại tức, phạt cậu ta bế quan 3 tháng để tiêu ma sự cuồng vọng của thằng nhóc này, mài rũa rắn lại cậu ta. Xem ra sau khi trải qua sự thất bại ở đại hội võ cổ, bế quan 3 tháng này cũng coi như có chút thành thục. Vâng vâng vâng, con và sư đệ chắc chắn sẽ phụng dưỡng tốt đại trưởng lão. Độc Cô Hối nghe được giọng điệu của sư phụ, trong lòng vui vẻ, hình như sư phụ buông lòng. Điều làm mọi người không ngờ đến là Tử Tiên lão đầu đột ngột khóc. Dương Bách Xuyên sợ hãi, còn tưởng rằng ông ta lại phát bệnh. Vội vàng hỏi, đại trưởng lão, ngài sao vậy? Hoàn toàn khác với bộ dáng bình đạm lạnh nhạt chỉ điểm cho 3 người Độc Cô Hối, lúc này Tử Tiên lão đầu đầy nước mắt, nói, hình như lão phu chưa từng cảm nhận được sự quan tâm như vậy. Hu hu quá cảm động, tắm rửa còn mua quần áo cho ta không nhịn được muốn khóc. A Dương Bách Xuyên và tất cả mọi người không còn gì để nói, con mẹ nó quá dọa người, còn tưởng rằng lão đầu lại phát bệnh tẩu hỏa nhập ma, thì ra là cảm động. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, đây cũng là một lợi thế để giữ Tử Tiên lão đầu lại. Quan tâm đến ông ta, đánh chiêu bài cảm tình cũng là một nước cờ tốt, ha ha. Trên mặt không có biểu tình gì. Nghiêm túc nói, đại trưởng lão nói sai rồi, ngài là đại trưởng lão của Vân Môn chúng ta, làm điều này cho ngài là chuyện hiển nhiên. Sau này ngài có yêu cầu gì hoàn toàn có thể nói cho chúng ta, chỉ cần có thể làm được đảm bảo sẽ tận lực làm cho ngài. Thật sự, Tử Tiên lão đầu cảm động hỏi. Thật hơn cả vàng, Dương Bách Xuyên chém đinh chặt sắt nói, sau đó lớn tiếng nói với mọi người nói xem có phải hay không. Đúng vậy. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu của đại trưởng lão. Mọi người cũng đã nhìn ra Dương Bách Xuyên muốn kéo người của Vân Môn theo phụng dưỡng Tử Tiên lão đầu, một đám cũng phụ họa tỏ thái độ. Sau đó trong sự cảm động rối tinh rối mù của Tử Tiên lão đầu, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân dẫn ông ta đi tắm rửa sửa soạn trang phục. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Dương Bách Xuyên mới thở ra một hơi, bảo mọi người tập hợp lần nữa. Nói, những lời lúc trước nói với Tử Tiên lão đầu không phải giả, bây giờ Vân Môn chúng ta có căn cơ, đô thị lớn đã không thích hợp để tu luyện. Vì vậy tôi chuẩn bị rời tổng bộ Vân Môn về quê quán của tôi, bên kia cũng sắp cải tạo thôn xong rồi, sau này sẽ làm tổng bộ Vân Môn. Còn bên cố đô chính là một cứ điểm, ý của tôi là, ngoại trừ những người không thể rời đi, tất cả đều đi đến tổng bộ Vân Môn tu luyện. Mọi người tham gia đại hội võ cổ cũng bế. Thế giới của chúng ta không phải thế giới người thường. Nếu bước lên con đường tu chân, thành tựu tương lai sẽ rất lớn, vì vậy việc tu luyện của mọi người không thể dừng lại. Điều này yêu cầu hoàn cảnh tu luyện tốt, đợi sau này tu vi của mọi người tăng lên sẽ càng có thế giới rộng lớn hơn chờ mọi người. Dương Bách Xuyên miêu tả cho mọi người một thế giới tương lai nhiều màu, mặc dù không nói nhiều về thế giới tu chân, nhưng cũng đã thành công gợi lên chí hướng của mọi người. Trải qua thương lượng, nửa tháng sau sẽ rời đi, bởi vì nửa tháng sau em gái Dương San San sẽ nghỉ đông. Gọi điện hỏi Độc Cô Vô Tình và Trần Bảy Roi, nửa tháng sau việc cải tạo thôn cũng hoàn thành. Bên cố đô, ngoại trừ Lưu Thích Kỳ và Lâm Hoan, những người khác đều có thể trở về. Trong đó Triệu Nam chuẩn bị giao công tác cho gia tộc, sau đó sẽ làm chuyện mình thích. Ninh Kha là cảnh sát, cô ta tỏ về rất lâu mới có thể trở về. Dương Bách Xuyên cũng không miễn cưỡng. Theo ý của anh muốn Ninh Kha từ chức, bởi vì anh sợ hãi kẻ thù tìm đến người thân bạn bè. Nhưng Ninh Kha là cảnh sát, lại đang ở trong đội cảnh sát, cho dù một vài kẻ thù võ cổ giả muốn trả thù cũng phải suy xét đến thân phận của Ninh Kha. Chuyện này tạm thời cứ như vậy, vài hôm nữa tìm cơ hội khuyên bảo cô hoàn toàn bước lên con đường tu chân là được. Kiên trì công tác cũng coi như hồng trần luyện tâm. Đợi sau này bọn họ hiểu được sẽ tự tính tâm tu luyện, tạm thời Dương Bách Xuyên sẽ không miễn cưỡng bọn họ.
những người khác đều đi theo về tổng bộ. Sau khi mở họp, cần phải giải quyết hết những chuyện còn lại. Trước khi Lưu Thích Kỳ đi, Dương Bách Xuyên hỏi anh ta xem công ty có chuyện gì phải không? Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là mở rộng quá nhanh, tài chính có chút khẩn trương, hơn nữa có người đỏ mắt ghen tị công ty của chúng ta, muốn dùng tiền thu mua nhập cổ. Tôi không đồng ý bọn họ liền nhằm vào mọi nơi, ví dụ như chúng ta coi trọng con đường thuê mặt bằng, có người chơi xấu, không cho chúng ta thuê mặt bằng. Nhưng tôi đã bàn bạc với Vương Kiêm gia để xử lý chuyện này, tin tưởng có thể ổn định, cậu đừng động, vội chuyện của cậu đi. Lưu Tích Kỳ nói như vậy, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nhìn ra lo lắng trong mắt anh ta. Được rồi, không cần thuê mặt bằng office building, trực tiếp đi Yến Kinh mua tòa nhà, ngày mai tôi giải quyết vấn đề tài chính cho cậu. Dương Bách Xuyên nghĩ đến trong hồ Càn Khôn còn rất nhiều nguyên thạch, bên trong đều chứa linh khí. Sau khi bán đi chắc cũng đủ để Lưu Tích Kỳ lo tài chính. Hơn nữa bây giờ trong tay anh có linh thạch, không cần phải dùng linh khí trong những nguyên thạch có được ở đổ thạch để dự phòng nữa. Được, tôi về trước, ngày mai chúng ta nói tiếp, công ty còn một đống chuyện lớn cần giải quyết. Lưu Tích Kỳ nói. Được, cậu về đi. Sau khi Lưu Tích Kỳ rời đi, Dương Bách Xuyên đang định tìm đạo trưởng Phương để nói về chuyện luyện đan, đúng lúc này điện thoại vang lên. Cầm lên thì thấy Độc Cô Hối gọi đến. A Hối, có chuyện gì vậy? Dương Bách Xuyên hỏi. Trong điện thoại, Độc Cô Hối ấp úng nói, sư phụ. Cái đó, có thể chuyển cho con một ít tiền không? Bên chỗ con đại trưởng lão ra chút chuyện, không đủ tiền dùng. Dương Bách Xuyên nghe thấy tử tiên lão đầu ra vấn đề, trong lòng cả kinh nói, sao lại vậy? Không phải bảo hai người các cậu dẫn đi ra ngoài tắm rửa một cái sao? Tại sao còn xảy ra chuyện, tiền không đủ dùng là bao nhiêu, tắm rửa một cái thôi sao có thể thiếu tiền. Trong điện thoại Độc Cô Hối nghe thấy giọng điệu sốt ruột của sư phụ Dương Bách Xuyên, vội vàng nói, sư phụ yên tâm, đại trưởng lão không phát bệnh, không có việc gì, chính là, cái đó. Sốt cuộc là sao, nói, nghe thấy Độc Cô Hối ấp a ấp úng, Dương Bách Xuyên hét to, nói. Vâng, con nói. Sư phụ, chuyện là vậy. Chúng con dẫn đại trưởng lão đi tắm sauna, sau đó ngài ấy đặt hết tất cả các loại phục vụ của trung tâm tắm rửa. Nghĩa là đại trưởng lão muốn dịch vụ trọn gói, hơn nữa, ngài ấy ghét bỏ nhiều người, con liền đặt bao hết, kết quả tiền trên người không đủ trong điện thoại, Độc Cô Hối yếu ớt nói. Cái gì, dịch vụ trọn gói, Dương Bách Xuyên đen mặt, anh cũng từng nghe nói qua dịch vụ tắm rửa trọn gói của trung tâm tắm rửa. Dương Bách Xuyên cũng biết mình quên đưa tiền cho Độc Cô Hối ra ngoài dùng, nhưng đây không phải vấn đề tiền bạc mà là vấn đề của chính bản thân tử tiên lão đầu. Sau khi chào hỏi mọi người, Dương Bách Xuyên lái xe đến thẳng trung tâm spa. Lão đầu này luôn khiến người ta lo lắng. Hơn 10 phút sau, Dương Bách Xuyên đã đến trung tâm spa. Sau khi xuống xe, anh lấy một chiếc cặp táp ra từ không gian bình càn khôn ra. Đây là tiền mặt anh chuẩn bị sẵn phòng khi sử dụng bên ngoài. Từ xa anh đã trông thấy Vương Tông Nhân đang chờ ở cửa trung tâm spa. Nhìn từ bên ngoài, trung tâm Tây Vực này không phải loại hình cao cấp, chỉ thuộc tầm trung thôi. Tiêu tốn bao nhiêu tiền mà khiến Độc Cô Hối phải gọi điện xin giúp đỡ chứ? Nếu không vì tử tiên lão đầu thì Dương Bách Xuyên không định đích thân đến đây. Sư phụ Vương Tông Nhân vội vàng gọi, mấy người bị người ta ép trả nợ hả? Dương Bách Xuyên vừa đi vừa hỏi. Không phải, chẳng qua là sư huynh nói số tiền mang theo có lẽ không đủ thanh toán, mà con cũng không mang tiền, cho nên đành phải gọi điện cho người. Vương Tông Nhân dè dặt nói, ánh mắt láo liên. Lão đầu và A Hối đâu? Đại trưởng lão, vẫn đang ở trong phòng bao, sư huynh canh bên ngoài. Trong lúc nói chuyện, mặt Vương Tông Nhân ngày càng đỏ. Dương Bách Xuyên nhìn cậu ta. Thừa biết là hai đồ đệ này cũng không ăn chay. Hai thằng khốn này, tôi bảo các cậu dẫn lão đầu đi tắm rồi mua quần áo, vậy mà con mẹ nó các cậu dẫn người đến trung tâm spa chơi gái. Là ý của ai? Dương Bách Xuyên trừng mắt mắng mỏ. Vương Tông Nhân đi trước dẫn đường, nghe Dương Bách Xuyên hỏi là ý của ai, cậu ta lập tức run rẩy cả người nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy, bước nhanh lên tầng 2, rẽ sang thì thấy Độc Cô Hối đang đứng bên ngoài một phòng bao. Có điều hiện tại tên này đang dán tai lên cửa, hình như nghe trộm động tĩnh bên trong. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh này,
mặt đen như đít nồi. Vương Tông Nhân thấy vậy cũng cầu nguyện thay Độc Cô Hối, song vẫn cố ý hắng giọng một tiếng. Nhưng Độc Cô Hối không có phản ứng. Sư huynh à, anh tự cầu phúc đi, Vương Tông Nhân thầm nói trong lòng. Dương Bách Xuyên đi tới bên cạnh Độc Cô Hối. Lúc này Độc Cô Hối mang vẻ mặt tò mò cố nhịn cười, vẫn dán tai lên cửa nghe tiếng động bên trong. Dương Bách Xuyên sầm mặt đá vào mông Độc Cô Hối. Úi cha, đệt mợ, mợ, Độc Cô Hối đang nghe hăng say thì đột nhiên bị người ta đạp một phát, bèn mắng chửi ngay tức thì. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, anh ấy đành nuốt lại câu kế tiếp, mặt đỏ phừng phừng. Dù sao nghe trộm cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, và lại hiệu quả cách âm rất tốt, anh ấy chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng. Sư phụ, vẻ mặt Độc Cô Hối tràn đầy lúng túng. Giỏi nhỉ, Dương Bách Xuyên đen mặt nhìn Độc Cô Hối. Không không không, thưa sư phụ, con chỉ nghe xem đại trưởng lão ở bên trong có chịu thiệt hay không mà thôi. Độc Cô Hối lắp bắp giải thích. Dương Bách Xuyên bị Độc Cô Hối chọc tức đến bật cười, mặt đen như than, tôi bảo các cậu dẫn đại trưởng lão ra ngoài tắm, ai bảo các cậu dẫn ông ấy đi chơi gái hả? Không phải đâu sư phụ, bọn con cũng làm theo ý người. Chẳng phải người bảo bọn con chăm sóc đại trưởng lão thật tốt sao? Con và sư đệ đã bàn bạc, cuối cùng quyết định dẫn đại trưởng lão đến đây. Và lại gái bao là nhân viên quán ba giới thiệu cho đại trưởng lão, hỏi ông ấy có muốn loại dịch vụ kia không? Đại trưởng lão nói là muốn hết, sau đó thành ra thế này. Độc Cô Hối đỏ mặt giải thích. Bốp, Dương Bách Xuyên tát anh ấy một phát, đồng thời mắng, tử tiên lão đầu điên, lẽ nào hai cậu cũng điên luôn? Sư phụ, con, Độc Cô Hối cực kỳ ấm ức. Con cái gì mà con, ai cho bao hết trung tâm hả? Dương Bách Xuyên càng nói càng giận. Bao hết cũng là cùng đường hết lối thôi sư phụ ạ. Con nói cho người nè, người không biết đâu. Chắc chắn là 10 năm rồi đại trưởng lão không tắm rửa. Ban đầu còn dẫn ông ấy đến hồ tắm, nào ngờ ông ấy vừa bước vào cả hồ nước đã đen xì. Sau đó tất cả mọi người đều nhảy ra ngoài, chỉ trỏ đại trưởng lão. Đại trưởng lão chê bọn họ ồn ào, mà con cũng sợ những người đó kích thích đại trưởng lão. Sau đó con bàn bạc với giám đốc, bao cả trung tâm luôn. Đây chẳng phải là bất đắc dĩ sao? Độc Cô Hối nhăn nhó giải thích. Dương Bách Xuyên nghe anh ấy giải thích, trong đầu xuất hiện hình ảnh tử tiên lão đầu người bám đầy ghét bước vào hồ tắm, sau đó nước hồ tắm lập tức biến thành màu đen. Chính anh cũng không chịu được nổi da gà. Nghĩ vậy anh cũng nguôi giận, nói với Độc Cô Hối, đi thanh toán đi. Nói xong anh định đưa chiếc cặp táp trong tay cho Độc Cô Hối, nhưng không ngờ ở đầu cầu thang xuất hiện mấy người. Người dẫn đầu là một tên chọc đeo kính, 7-8 gã đô con đi theo phía sau, trông cực kỳ khí thế. Hắn nói từ xa, nhóc con, có phải cậu nên thanh toán rồi không? Độc Cô Hối trợn mắt đáp, chẳng phải đã nói là lát nữa sẽ thanh toán sao? Mẹ kiếp, tôi đang ở đây, các người còn sợ tôi chạy ư? Hừ hừ, cậu nói với giám đốc chúng tôi là nửa tiếng, bây giờ đã quá thời gian rồi, tôi đến đòi thanh toán không sai chứ? Thằng nhóc nhà cậu không giống ông chủ lắm tiền. Hôm nay khách của trung tâm spa chúng tôi đều bị các cậu đuổi sạch. Tổn thất rất nặng nề. Nếu không trả tiền thì thằng nhóc cậu đừng mong đầy đủ tay chân. Tên đầu chọc lạnh lùng nói. Độc Cô Hối tức giận. Từ nhỏ đến lớn cậu chủ Độc Cô này có bao giờ thiếu tiền đâu. Cho tới nay anh ấy chưa từng gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc và bị người ta khinh bỉ như vậy. Lần này chẳng qua là do tiền tiêu vặt hàng tháng từ gia tộc chưa gửi vào tài khoản. Tài vụ của gia tộc Độc Cô do chị gái Độc Cô vô tình đặt ra quy định. Hàng tháng đều có số tiền và thời gian gửi tiền nhất định. Tháng này Độc Cô Hối tiêu tiền quá nhanh, nếu không chút tiền đó chẳng đáng để anh ấy phải ngại ngùng mở lời nhờ sư phụ. Tên chọc kia, tôi mẹ nó thiếu ông chút tiền lẻ ấy chắc. Độc Cô Hối cảm thấy bẽ mặt trước sư phụ và sư đệ, lập tức đốp chát lại tên đầu chọc. Danh con, tao mẹ nó biết ngay mày không có tiền còn đến làm màu mà. Anh em ơi, tẩn nó một trận rồi nói tiếp. Tên đầu chọc vung tay ra hiệu cho mấy gã đô con phía sau đánh Độc Cô Hối. Lúc này, Độc Cô Hối quay lại nhìn sư phụ Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu với anh ấy. Dương Bách Xuyên đặt ra quy định mà cả giới võ cổ đều phải tuân thủ cho mỗi thành viên trong vân môn, đó là không được ra tay với người bình thường. Vì vậy Độc Cô Hối nhìn anh để hỏi xem có được đánh trả hay không.
Dương Bách Xuyên thấy tên đầu chọc và những gã đô con này không phải người tốt, nếu bọn họ ra tay trước thì cứ đánh trả rồi tính sau. Bản tính của anh là bao che cho người phe mình. Sau đó, Vương Tông Nhân và Độc Cô Hối cùng ra tay. Chưa đầy một phút đồng hồ, tên đầu chọc và 7-8 gã đô con phía sau hắn đều nằm trên đất kêu gào. Dương Bách Xuyên đưa cặp táp ra cho Độc Cô Hối, bao hết cả trung tâm tốn bao nhiêu tiền. Giao hẹn là 20 vạn ạ. Độc Cô Hối trả lời. Mở ra cho tên đầu chọc xem, sau đó đi thanh toán. Dương Bách Xuyên nói. Vâng, Độc Cô Hối thở phì phò đi đến bên cạnh tên đầu chọc đang gào thét trên mặt đất. Anh ấy mở cặp táp ra, bên trong chứa đầy tiền mặt, tên chọc kia mở to mắt ra mà nhìn, anh đây giống người thiếu tiền sao? Tên đầu chọc và một đám đàn em không dám cãi lại. Đừng nói Độc Cô Hối xách một cặp tiền, cho dù anh không có một cặp tiền, chỉ với giá trị võ lực vừa rồi cũng đủ khiến tên đầu chọc không dám xung đột. Hắn liên tục xin lỗi Độc Cô Hối. Tìm giám đốc của các người đến đây thanh toán. Dương Bách Xuyên không có hứng thú xem hai đồ đệ dọa nạt người ta. Anh phóng linh thức vào trong phòng bao, muốn xem Tử Tiên lão đầu đang làm gì ở bên trong. Thính lực của anh rất tốt, đứng ngoài cửa cũng nghe thấy bên trong có rất nhiều phụ nữ. Anh thầm mắng trong lòng, lão già này có được không vậy? Còn gọi nhiều gái như thế. Sau khi linh thức tiến vào phòng, Dương Bách Xuyên không khỏi kinh ngạc. Ở bên ngoài nghe thấy âm thanh mê hồn, anh còn tưởng lão đầu đang làm chuyện ấy. Nào ngờ trong linh thức anh lại thấy Tử Tiên lão đầu không làm gì hết. Nói vậy cũng không đúng hoàn toàn. Ông ta không ấy ấy, mà được 10 cô gái phục vụ xoa bóp. Trong linh thức của anh, Tử Tiên lão đầu nằm hình chữ đại trên giường, 10 cô gái xếp thành vòng tròn quanh ông ta. Người thì bóp tay, người thì xoa chân, người thì ấn đầu, người thì dẫm lưng. Mấu chốt là lão đầu đang la hét, 10 cô gái cũng la hét cùng, khiến người nghe suy nghĩ miên man. Nhưng lúc linh thức của Dương Bách Xuyên quét qua người Tử Tiên lão đầu, ông ta lập tức dừng la hét và ngồi phát dậy. Tiếp đó, trên người ông ta cũng xuất hiện một luồng linh thức như rời sông lấp biển ập tới Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên giật thót, vội vàng thu lại linh thức rồi đẩy cửa đi vào, đại trưởng lão, là tôi. Anh thật sự sợ linh thức của ông già này. Linh thức của ông ta có thể so với sức mạnh tinh thần của cao thủ kim đan, đồng thời cũng chứng minh võ cổ giả trên cấp bậc tiên thiên cũng có linh thức, hay nói chính xác hơn là sức mạnh tinh thần cường đại. Thấy Dương Bách Xuyên đi vào, Tử Tiên lão đầu hậm hực chất vấn, nhóc Xuyên, thằng nhãi cậu cố ý đến phá hỏng chuyện tốt của lão phu đấy à? Dương Bách Xuyên cười xòa, chẳng phải tôi lo lắng cho ông nên đến ngó xem thế nào sao? Ông tiếp tục nhé. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa liếc nhìn 10 cô gái trong phòng, thầm mắng Tử Tiên lão đầu, lão già chết tiệt còn biết bikini massage player à, xem ra không điên quá nặng. Bị thằng nhãi cậu làm mất hứng rồi, không chơi nữa. Các cô ra ngoài đi, Tử Tiên lão đầu xua tay ra hiệu cho 10 cô gái đi ra ngoài. Sau khi bọn họ ra ngoài hết, Dương Bách Xuyên nhìn mái tóc bạc và tròm râu bạc của Tử Tiên lão đầu, không nhịn được cứ cười khúc khích mãi. Anh nảy ra ý nghĩ xấu, không biết lão già này có được không? Tử Tiên lão đầu nhìn điệu cười xấu xa của Dương Bách Xuyên, mặt lập tức đỏ bừng, nhãi danh, có gì buồn cười đâu, chẳng phải là đi thanh lâu sao? Nếu là mấy trăm năm trước thì người ta gọi là phong nhã đấy biết không? Biết, ngài đi thanh lâu là chuyện phong nhã. Dương Bách Xuyên vội vàng hùa theo. Dương Bách Xuyên ở cùng Tử Tiên lão đầu đã ngộ ra một đạo lý nhân sinh. Đó là lời nói của kẻ mạnh chính là đạo lý, dù đánh giấm cũng có lý. Anh và Tử Tiên lão đầu ở chung một chỗ, thực lực không bằng người ta nên chỉ có thể nhịn. Hơn nữa lão đầu có chứng tẩu hỏa nhập ma, anh không dám kích thích đối phương nên cũng phải nhịn. Tóm lại là không thể đắc tội Tử Tiên lão đầu, còn phải hùa theo lời ông ta nói, thừa nhận lời nói của ông ta có đạo lý. Dương Bách Xuyên bị Tử Tiên lão đầu giảng một khóa chính trị. Theo cách nói của lão đầu, đến trung tâm spa tán gái gọi phục vụ là phong nhã, so sánh với cổ đại thì dạo thanh lâu là chuyện cao sang đẳng cấp. Ông ta còn nói là sau này sẽ đến thường xuyên. Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên chỉ nhếch môi cười bảo, ngài là ông lớn, ngài muốn đến thì tôi làm thẻ VIP cho ngài là được, miễn là cơ thể ngài chịu được, sống luôn ở đây cũng không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên nói câu này bằng giọng điệu sâu xa, lão đầu nghe ra ẩn ý. Trợn mắt nói, tôi bảo này nhãi con,
cậu còn nhỏ nhưng sao tư tưởng lại xấu xa thế? Lão phu đi thanh lâu xem tài nghệ của các cô nương chứ không phải mua ra bán thịt. Xấu xa ghê. Sắc mặt Dương Bách Xuyên tối sầm, trong lòng mắng chửi điên cuồng, lão già vô liêm sỉ kia, đi thanh lâu treo mác phong nhã cũng thôi đi, ông còn nói tôi xấu xa. Mẹ kiếp, tôi xấu xa cũng không gọi 10 gái làng chơi đến hầu hạ, lại còn bikini play. Anh bị lão đầu chọc giận, rất muốn đánh ông ta một trận tơi bời. Nhưng ngẫm lại khoảng cách thực lực giữa mình và đối phương, cuối cùng anh đành nén giận. Vẫn nên rời đi sớm thì hơn. Dương Bách Xuyên cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với Tử Tiên lão đầu thì anh cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma vì tức giận. Anh hít sâu một hơi rồi nói, đại trưởng lão à, trời tối rồi, chúng ta về thôi. Ở nhà đã chuẩn bị món ngon rượu thơm chờ ngài rồi, tôi còn thu thập rượu ngon cao cấp ở thế tục cho ngài đó, tuy không bằng rượu khỉ, nhưng nếu ở thời cổ đại cũng là rượu cống vua. Dương Bách Xuyên biết chiêu này có tác dụng với Tử Tiên lão đầu. Quả nhiên Tử Tiên lão đầu vừa nghe thấy có rượu ngon liền nói ngay, vậy thì đi nhanh lên. Dứt lời ông ta cũng đứng dậy, theo đó, chiếc áo khoác trên người rơi xuống. Trần Như Nhộng, lộ tất tần tật trước mặt Dương Bách Xuyên. Một già một trẻ lập tức mắt to chừng mắt nhỏ. Khóe môi Dương Bách Xuyên dần giật, trong lòng gào thét, lão già chết tiệt, ông không biết mặc một chiếc quần lót bên trong à. Đúng lúc này, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân đi vào phòng hô to, sư phụ, đại trưởng lão, chúng con mang đạo bào đến rồi. Hai người vừa vào phòng thì nhìn thấy đại trưởng lão Trần Chuồng đứng trước mặt sư phụ, còn sư phụ Dương Bách Xuyên thì nhìn đại trưởng lão chằm chằm. Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân há hốc miệng, sau khi hoàn hồn lập tức á một tiếng rồi vội vàng nói, á, chúng con không nhìn thấy gì hết. Chúng con đặt quần áo ở đây nhé, sư đệ đi mau. Hai người sốc thấy rõ. Sau khi nhìn thấy tình huống trong phòng, bọn họ lập tức liên tưởng vẩn vơ. Hai người đặt đạo bào xuống rồi cuống quýt chạy ra ngoài. Dương Bách Xuyên. Mãi lâu sau anh mới rú lên, cái địch. Tử Tiên lão đầu, mau mặc quần áo vào rồi ra ngoài. Con mẹ nó, danh dự của tôi bị ông hủy hoại rồi. Nói xong anh đứng dậy ra khỏi phòng. Anh không nhìn được oán trách Tử Tiên lão đầu. Ôi hình tượng. Hình tượng cao lớn của anh sắp ầm ầm sụp đổ trong mắt hai đồ đệ rồi. Tất cả là do lão già kia, mẹ kiếp, quần áo mát xa mà cũng không biết mặc vào, còn chẳng thèm mặc quần lót nữa chứ, làm cho ai trông thấy cũng hiểu lầm. Dương Bách Xuyên ra khỏi phòng, thấy Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân đang ở hành lang. Cả hai đồ đệ đều lộ vẻ mặt kỳ dị. Sư phụ, chúng con không nhìn thấy gì hết, thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên tối sầm. Độc Cô Hối giật mình thon thót, vội vàng giải thích. Vương Tông Nhân cũng vội vã phụ họa, đúng đúng đúng, chúng con không nhìn thấy gì hết. Dương Bách Xuyên bị hai đồ đệ chọc tức đến bật cười. Anh đi đến đá cho mỗi người một phát, giận dữ quát, nghĩ cái gì thế? Sao tư tưởng của hai đứa lại xấu xa như vậy? Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi biết không? Tôi cảnh cáo các cậu, về nhà đừng có nói lung tung, nếu không vi sư sẽ cắt lưỡi đấy. Anh biết hai đồ đệ đã hiểu lầm, bèn buông lời cảnh cáo. Nếu hai người họ trở về nói bậy nói bạ với người khác, nói anh và Tử Tiên lão đầu Trần Chuồng gì đó, thì chẳng phải anh sẽ bị mọi người cười chết sao? Hi hi, sư phụ yên tâm, chúng con không thấy gì cả. Nhưng mà, sư phụ ơi, nói đi cũng phải nói lại, nếu đại trưởng lão ép buộc sư phụ làm chuyện người không muốn làm, cùng lắm thì chúng ta đuổi ông ấy đi. Người nói xem có đúng không? Vẻ mặt Độc Cô Hối rất kỳ quái. Anh ấy và Vương Tông Nhân đều nghĩ rằng nhất định là sư phụ nhà mình bị đại trưởng lão có thực lực mạnh ép buộc làm chuyện không muốn làm. Sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức đen như đít nồi. Anh nhìn Độc Cô Hối và nói, thằng nhóc thúi, về trụ sở Vân Môn bế quan 3 tháng cho tôi, không được thiếu một ngày nào. Vương Tông Nhân sốt ruột nói, sư phụ, con không nói mà. Cậu cũng chẳng tốt lành gì, không phục thì 4 tháng. Dương Bách Xuyên bị hai đồ đệ chọc tức điên. Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân không dám ho he gì nữa. Bọn họ hiểu ra làm đồ đệ vĩnh viễn không thể cãi lý với sư phụ, còn nói nữa thì sẽ phải bế quan thêm nửa năm. Nghĩ tới cảnh phải bế quan trong mật thất tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời suốt 4 tháng, ai nấy đều cảm thấy kinh hoàng. Có thể nhập định thì tốt, không nhập định được thì ở trong đó sốt ruột muốn chết. Vào lúc này,
cuối cùng Tử Tiên lão đầu cũng ăn mặc tử tế đi ra. Dương Bách Xuyên liếc một cái, hai mắt lập tức sáng ngời. Anh thầm nói trong lòng, không ngờ lão già này mặc đạo bào mới lại có phong thái tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân. Sau khi tắm rửa, Tử Tiên lão đầu râu tóc bạc phơ, tỏa sáng ngời ngời dưới ánh đèn hành lang, khác hẳn bộ dạng lôi thôi lếch thếch như ăn mày vào lần đầu tiên gặp nhau. Do râu tóc bạc trắng nên tướng mạo già nua, nhưng làn da hồng hào, thậm chí nhẵn mịn, quả thật là mặt mày phơi phới. Đừng nói chứ, với diện mạo này kết hợp với thực lực của ông ta, đi ra ngoài đoán chừng thân phận không nhỏ, chỉ đứng im một chỗ mà cũng toát ra khí thế uy nghiêm. Đi thôi, Tử Tiên lão đầu chắp tay sau lưng đi xuống lầu. Ba thầy trò Dương Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau, ông lão này đúng là không coi mình là người ngoài. Lúc này đã 9 giờ tối, sau khi bốn người ra khỏi trung tâm spa liền về nhà. Khi đến đây, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân lái xe Việt Dã thương vụ, Dương Bách Xuyên lái BMW của mình. Dương Bách Xuyên vốn định bảo Tử Tiên lão đầu ngồi xe anh. Ai dè ông ta lắc đầu, xe của cậu quá nhỏ, lão phu ngồi xe của thằng nhóc Độc Cô thì hơn. Dương Bách Xuyên còn có thể nói gì được nữa. Không ngồi càng tốt, anh đỡ bị lão đầu chọc tức. Anh dặn dò Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân lái xe chậm một chút, về thẳng biệt thự. Anh rất sợ xảy ra tai nạn, cho dù Tử Tiên lão đầu không nổi điên, nhưng tính tình cũng cổ quái. Nếu ông ta tái phát thì đúng là chuyện lớn, thực lực của ông lão này quá khủng khiếp. Từ các dấu hiệu, Dương Bách Xuyên suy đoán rất có thể là Tử Tiên lão đầu đã không sinh hoạt ở thế tục rất lâu rồi, chắc là ông ta thường xuyên ở trong núi. Kiểu người này luôn chật nhịp với thế giới, không quen với các quy tắc thế tục, vì vậy vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Độc Cô Hối lái xe đi trước, Dương Bách Xuyên lo lắng đi theo phía sau. Hai chiếc xe một trước một sau chạy về phía biệt thự. Đi được mấy phút thì ở ngã tư chuyển sang đèn đỏ, đúng lúc xe của Độc Cô Hối vừa mới rời đi, Dương Bách Xuyên chỉ đành dừng xe chờ. Trong lúc đợi đèn xanh, anh vô tình nhìn thoáng qua vỉa hè, tức thì cả người chấn động. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một người quen, Âu Dương Ngọc Thanh. Nếu là bình thường thì Dương Bách Xuyên nhất định sẽ rất vui vẻ, sau đó xuống xe đi tới chào hỏi. Đã mấy tháng rồi anh không gặp U Dương Ngọc Thanh, mấy lần trước anh đi tìm U Dương Ngọc Thanh nhưng cô ấy đi công tác. Sau đó anh bận rộn đủ thứ, không có thời gian đi thăm đối phương. Tính ra thì đã gần 3 tháng Dương Bách Xuyên không gặp cô ấy. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy U Dương Ngọc Thanh trên vỉa hè lại không vui nổi. Bởi vì U Dương Ngọc Thanh không đi một mình, mà sóng vai với một người đàn ông đi bộ trên vỉa hè, trong tay người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ, rõ ràng là hình ảnh một cặp đôi đi dạo phố. Dương Bách Xuyên bất giác phóng linh thức ra ngoài, hiện tại linh thức của anh có thể phóng xa tới 90 mét. Thoáng cái linh thức đã bao phủ U Dương Ngọc Thanh và người đàn ông cách chỗ anh hơn 30 mét. Cuộc đối thoại của hai người cũng lọt vào tai Dương Bách Xuyên. Anh nghe thấy người đàn ông kia nói, Ngọc Thanh à, giờ vẫn còn sớm, chúng mình đi xem phim nhé. Đi dạo cả một ngày rồi, hay là thôi anh ạ? Âu Dương Ngọc Thanh trả lời. Lúc này, người đàn ông mỉm cười bảo, anh đã mua vé xem phim trên điện thoại rồi. Đi nào, anh đặt vé phòng riêng, vừa hay có thể ngồi nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, bộ phim tối nay thuộc thể loại văn nghệ mà em thích, là tác phẩm mới nhất của đạo diễn X. Vậy. Được à, U Dương Ngọc Thanh mỉm cười đáp lại. Píp píp píp. Dương Bách Xuyên nghe đến đây, bỗng nhiên bị tiếng còi chói tai gọi tỉnh. Anh hoàn hồn, nhìn lên mới thấy đèn xanh đã sáng, một hàng xe đằng sau đang thúc giục. Xe mình đang chặn đường người ta, Dương Bách Xuyên vội vàng lái xe đi, nhưng trong lòng không còn bình tĩnh. Cô ấy có bạn trai rồi ư? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một mình. Trong lòng Dương Bách Xuyên, cảm giác về U Dương Ngọc Thanh phức tạp hơn những người phụ nữ khác. Người phụ nữ này đã giúp đỡ anh từ lúc anh đến Cố Đô học đại học. Ban đầu là cảm kích, về sau bất chi bất giác anh nảy sinh loại tình cảm mơ hồ. Có đôi khi anh cảm thấy U Dương Ngọc Thanh là một giảng viên đáng mến, có lúc lại cảm thấy cô ấy giống như chị gái nhà bên luôn mang lại hơi ấm cho anh. Tóm lại là Dương Bách Xuyên vô cùng kính trọng U Dương Ngọc Thanh, thậm chí còn có sự quyến luyến mà chính bản thân anh cũng không biết. Anh từng trốn tiết của các giảng viên khác trong trường, chỉ có tiết của U Dương Ngọc Thanh là anh không trốn một tiết nào trong suốt 4 năm học.
có bạn học nói mấy lời thô tục bất kính sau lưng cô ấy, Dương Bách Xuyên thấy rất chướng tai, thậm chí còn vì vậy mà đánh nhau với người ta. Mối quan hệ giữa anh và U Dương Ngọc Thanh bắt đầu từ cuộc sống khó khăn của anh hồi năm nhất, cô ấy công khai hoặc âm thầm giúp đỡ anh không vu lợi. Sau đó, một lần nọ, bởi vì chồng cũ của U Dương Ngọc Thanh gây khó dễ cho cô ấy, Dương Bách Xuyên ra tay giải vây, vì thế mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Tiểu Nhạc Nhạc còn gọi anh là ba, tuy chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con, nhưng U Dương Ngọc Thanh lại không phản đối. Thậm chí có một lần Dương Bách Xuyên suýt vượt quá giới hạn, cô ấy cũng không tức giận. Từ đó về sau, ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng không biết trong thâm tâm anh đã ngầm coi U Dương Ngọc Thanh là người phụ nữ của mình. Tuy nhiên, anh không ngờ sau mấy tháng U Dương Ngọc Thanh đi công tác không liên lạc, tối nay anh lại trông thấy cô ấy đã có một người đàn ông khác bên cạnh. Thật ra hai người từng có một đoạn tình mập mờ ngắn ngủi, nhưng đã bị thời gian vùi lấp. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ phải chăng là U Dương Ngọc Thanh cố ý tránh mặt mình. Bởi vì anh từng gọi điện tìm U Dương Ngọc Thanh hai lần, cả hai lần cô ấy đều nói là đang đi công tác. Bây giờ nghĩ lại rất có thể là cô ấy cố ý tránh mặt anh. Song Dương Bách Xuyên có thể đoán được tâm tư của U Dương Ngọc Thanh. Có lẽ cô ấy cảm thấy khoảng cách giữa hai người là tuổi tác cùng với quan hệ cô trò chăng. Dương Bách Xuyên vừa suy nghĩ vừa lái xe tiếp tục đi về trước, hình ảnh U Dương Ngọc Thanh và người đàn ông kia trong kính chiếu hậu dần kéo xa. Thôi vậy, cô ấy có con nhỏ, muốn có một gia đình, mình có thể cho cô ấy cái gì chứ? Dương Bách Xuyên lái xe, lẩm bẩm một mình. Thực tế anh đã có vợ chưa cưới, còn có hai ba người phụ nữ. Anh có thể cho U Dương Ngọc Thanh được gì? Nếu người đàn ông kia có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, thì Dương Bách Xuyên không quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa. Anh không thể nào quên tình cảm dành cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy sống tốt là anh vui rồi. Nhưng thật sự có thể vui vẻ sao? Đầu óc Dương Bách Xuyên rối như mớ bòng bong, tâm trạng buồn bã, tâm tư bay xa. Chẳng những anh không thể tự an ủi mình, mà còn cảm thấy bức bối hơn. Bất chi bất giác ý thức của anh như rơi vào một trạng thái khác, một trạng thái mà anh không phát hiện ra, thoáng cái trong lòng tràn ngập hắc ám. Nếu lúc này có người ở bên cạnh Dương Bách Xuyên sẽ phát hiện ra hai mắt anh đỏ như máu, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Rầm. Đột nhiên xe của Dương Bách Xuyên tông vào một chiếc xe đằng trước. Anh đã đâm vào đuôi xe người ta trong tình huống bản thân không biết gì. Lúc này, màu đỏ trong mắt anh càng đậm hơn. Đúng lúc này, trên cánh tay trái của anh lóe lên ánh sáng màu vàng, một tiếng quát lớn thình lình vang lên, thằng nhóc thúi mau tỉnh táo lại, con sinh tâm ma rồi, muốn chết phải không? Nhanh tỉnh lại cho bản tôn. Á! Dương Bách Xuyên như đang nằm mơ, anh hét lên một tiếng rồi bắt đầu thở hổn hển, màu đỏ trong mắt cũng biến mất, ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, không còn trống rỗng nữa. Lúc này anh mới hiểu ra vừa rồi mình sắp tẩu hỏa nhập ma theo Tử Tiên lão đầu. Đương nhiên anh khác Tử Tiên lão đầu. Tử Tiên lão đầu tẩu hỏa nhập ma vì luyện công xảy ra sự cố, loại này còn có thể khống chế. Còn anh là sinh tâm ma, cực kỳ nguy hiểm, một khi đánh mất bản thân thì ý thức sẽ tiêu tan, vĩnh viễn đừng mong tỉnh lại. Nếu không nhờ sư phụ Vân Thiên Tà kịp thời gọi anh tỉnh táo lại, thì hậu quả khó lường. Đồ ngu xuẩn vô dụng, vì một người phụ nữ mà sinh tâm ma, suýt thì mất ý thức. Con bảo vi sư phải nói gì mới tốt đây? Chẳng phải là thích một cô gái thôi ư, cướp lại là xong chứ gì, vậy mà con lại tâm tư rối rắm dẫn đến nảy sinh tâm ma. Con phải nhớ mình là người tu chân, bắt đầu từ lúc bước vào con đường tu chân, con chính là người đi ngược lẽ trời. Phàm là sinh linh trên thế gian, phàm là người có thể tu đạo đều nằm trong vòng cai quản của thiên đạo. Thiên đạo không cho phép sự tồn tại vượt quá người bình thường. Không cho phép sinh linh phá hủy pháp tắc xuất hiện. Vì vậy tâm ma là khảo nghiệm của thiên đạo mà mỗi người tu chân đều phải đối mặt. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng vẫn tồn tại trong vô hình. Vì vậy có rất nhiều người tu chân muốn bế quan tĩnh tu, hoặc là đến hồng trần luyện đan, rèn giũa tâm cảnh của mình. Thậm chí có những người cắt đứt tơ tình để phòng ngừa sinh tâm ma. Con thì hay rồi, vì một người phụ nữ mà rối rắm. Ảnh hưởng đến tâm cảnh chẳng phải là muốn chết sao? Trước đây vi sư từng nói với con rằng truyền thừa của vi sư coi trọng tâm cảnh tự nhiên, nghe theo tiếng lòng.
Nếu thích cô gái kia thì cứ cướp lại là xong, cần gì phải rối rắm buồn bã, cuối cùng sinh tâm ma, đùa chết bản thân. Con là người tu chân, nói trắng ra thì sau này con sẽ trở thành thần tiên trong mắt người bình thường, có thể thọ ngang trời đất, là người tung hoành khắp vũ trụ, là đệ tử cuối cùng của Vân Thiên Tà ta, có gì mà con không thể làm. Đúng vậy, ở thế giới của người bình thường, con tuân thủ quy tắc của người bình người là đúng. Nhưng con phải nhớ đó chỉ nằm trong giới hạn con biết phân biệt thiện ác, không lạm sát người vô tội, không làm việc ác. Ngoài ra con muốn làm gì thì làm, sợ cái đếch gì. Chuyện bé còn con, vì một người phụ nữ mà mất sạch tu vi chỉ trong tích tắc. Ngu, quá ngu, coi như vi sư đã nhìn ra đàn bà là tử huyệt của con. Con có biết nhị sư huynh của con ở tu chân giới có bao nhiêu người phụ nữ không? Nói thật cho con biết, nó có tới 18.000 người phụ nữ, còn chẳng biết hết tên cơ. Thằng nhóc con chơi gái đúng là liều mạng, vui đùa thôi cần gì phải thật lòng. Mới có mấy người phụ nữ mà đã xoắn suýt đến mức này. Sau này con có thể tiến bộ chút được không? Tương lai đến tu chân giới, đàn bà còn là vấn đề sao? Ở đó không có luật hôn nhân gì đó như thế tục các con đâu. Con muốn cưới hàng trăm hàng nghìn người phụ nữ cũng chẳng ai quan tâm, cũng không cần lo lắng mấy vấn đề này. Nhưng cầu xin con đừng lấy trái tim ra đùa giỡn, nếu con chết thì sẽ liên lụy đến tính mạng của vi sư đấy biết không? Thích thì đoạt, chuyện rất đơn giản mà. Con đường đường là người tu chân, lẽ nào không nuôi nổi mấy người phụ nữ? Đừng để chút chuyện lông gà vỏ tỏi này khiến lòng mình bất ổn. Tâm ma đâu đâu cũng có. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì con chết cũng không biết mình chết thế nào đâu. Hành động bá đạo chút được không? Trên đời này, bậc quân tử nho nhã chết nhanh nhất. Làm bá vương hay làm quân tử, thằng nhóc con tự chọn đi. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà tràn đầy khinh thường và tức giận, như thể Dương Bách Xuyên làm ông quá mất mặt. Dương Bách Xuyên mắt chữ A mồm chữ O nghe sư phụ Vân Thiên Tà mắng một tràng, tâm cảnh dần rộng mở sáng sủa. Đúng như sư phụ nói, hiện tại anh không còn là người bình thường, ngoại trừ lạm sát người vô tội, làm chuyện ác, trên đời này còn có chuyện gì anh không thể làm. Chỉ cần lòng dạ không xấu thì làm gì cũng được. Cho tới nay anh vẫn chưa thoát khỏi lối tư duy theo quy tắc của người thường. Vì vậy tầm nhìn và tâm cảnh vẫn còn hạn chế là chuyện bình thường. Có năng lực thì tại sao phải để bản thân đau khổ chứ? Mình thích U Dương Ngọc Thanh. Sao lại không theo đuổi cô ấy? Vì sao phải buông tay trao cô ấy cho người khác, tự chuốc buồn phiền? Sư phụ nói rất đúng, đàn bà là tử huyệt của anh. Nhưng anh khác vị sư huynh trong miệng sư phụ, anh không vui đùa mà thật lòng thích mỗi người phụ nữ bên cạnh mình. Vì thế đây là nhược điểm của anh, một nhược điểm chí mạng. Bây giờ anh phải lấp ngay tử huyệt này. Lão già ơi, con nghĩ kỹ rồi, con muốn làm bá vương. Không làm quân tử. Dương Bách Xuyên nói một câu trong lòng, sau đó nở nụ cười. Tự dưng anh cảm thấy đầu óc mình rất tỉnh táo, tâm cảnh đột nhiên rộng mở, dường như cảnh giới luyện khí kỳ tầng 9 phát ra một tiếng rắc nứt vỡ. Đây là đột phá một lần trong cảnh giới, mặc dù vẫn chưa đột phá lên trúc cơ kỳ, nhưng đã có chuyển biến. Dương Bách Xuyên tin rằng khi đột phá cửa ải trúc cơ kỳ, xác suất thành công sẽ tăng thêm nhiều. Lúc này, tài xế của chiếc xe bị tông đuôi gõ cộc 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 vào cửa sổ xe của anh. Dù sao cũng là mình đâm vào xe người ta, dứt khoát đền tiền là được. Trong vụ tai nạn xe này, bởi vì Dương Bách Xuyên lái xe không nhanh, hai bên không có ai bị thương, chỉ xảy ra va chạm thôi, cho nên có thể dùng tiền giải quyết. Hơn nữa Dương Bách Xuyên đã suy nghĩ thông suốt, tâm trạng phơi phới, sau khi anh bồi thường cho đối phương một khoản tiền lớn, hai bên giải quyết êm đẹp. Dương Bách Xuyên thấy xe của mình không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị hỏng một bên đèn pha, không ảnh hưởng tới vận hành, cho nên anh quay đầu xe đi luôn. Anh muốn đuổi theo U Dương Ngọc Thanh. Chưa đầy 10 phút Dương Bách Xuyên đã tìm thấy một rạp chiếu phim ở gần đó. Đậu xe xong anh lập tức đi vào rạp chiếu phim, phóng linh thức có phạm vi 90 mét ra ngoài, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bóng dáng U Dương Ngọc Thanh và người đàn ông kia ở tầng 3. Lúc này bọn họ đang mua đồ ăn vặt trong siêu thị của rạp chiếu phim. Dương Bách Xuyên trực tiếp leo cầu thang bộ lên tầng 3, đi tới một góc chụp một bức ảnh của người đàn ông kia, sau đó nhìn hai người họ đi vào phòng riêng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh này, lòng hơi khó chịu. Mẹ nó chứ,
Phong Tình nhân cơ đấy. Hiển nhiên là người đàn ông này đã có chuẩn bị. Đầu tiên là vé xem phim, tiếp theo là phòng tình nhân. Chuyện này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu. Anh chụp ảnh của người đàn ông này tất nhiên là muốn điều tra lai lịch của đối phương. Nếu là người chính trực còn đỡ, nếu là người xấu thì Dương Bách Xuyên sẽ cướp lại U Dương Ngọc Thanh mà không có áp lực tâm lý. Mặc dù sư phụ bảo cứ giết thẳng tay là được, bá đạo lên. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn phải nể mặt U Dương Ngọc Thanh. Vì vậy, tốt nhất là điều tra lai lịch của người đàn ông này trước đã. Anh thấy mặt mũi người này khá đoan chính, nhưng đôi mắt đục ngầu, ánh mắt hấp hái, lại còn là mắt tam giác, đeo kính nhìn rất lịch sự. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy tướng mạo kiểu này không phải hạng người tốt lành gì. Linh Thức vẫn luôn quan sát tình hình trong phòng riêng, Dương Bách Xuyên đi đến một góc gọi điện cho Vương Mộ Sinh. Tất nhiên anh gọi điện cho Vương Mộ Sinh để nhờ ông ấy điều tra thân phận gia thế của người đàn ông đi cùng U Dương Ngọc Thanh. Mặc dù làm vậy chẳng khác gì giết gà dùng dao mổ trâu, lấy việc công làm việc tư, nhưng đây là biện pháp nhanh nhất. Dương Bách Xuyên biết hệ thống tình báo do Vương Mộ Sinh quản lý mạnh cỡ nào. Điều tra một người bình thường dễ như chơi. Hơn nữa hiện giờ Dương Bách Xuyên có thân phận của Thần Long Đàm, cũng là người có quân hàm chức vụ, cho dù mượn chức vụ nhờ Vương Mộ Sinh điều tra cũng được. Và lại anh không biết người đàn ông kia tên gì, chỉ với một bức ảnh thì không điều tra ra. Chỉ có Vương Mộ Sinh mới làm được. Cuộc gọi kết nối, hai người hàn huyên vài câu, sau đó Dương Bách Xuyên nói rõ tình huống rồi gửi ảnh của người đàn ông kia cho Vương Mộ Sinh. Vương Mộ Sinh ở đầu dây bên kia không hỏi nhiều. Ông biết hiện tại Dương Bách Xuyên là thành viên của Thần Long Đàm, điều tra một người chắc chắn có lý do riêng, vì vậy ông nói với Dương Bách Xuyên là sẽ lập tức điều tra. Sau khi cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên đứng chờ một bên. Từ đầu đến cuối Linh Thức vẫn luôn quan sát U Dương Ngọc Thanh và người đàn ông kia trong phòng tình nhân. Hai người xem phim, ban đầu ngồi gần nhau nhưng không làm gì. Mấy phút sau, người đàn ông kia nói với U Dương Ngọc Thanh, Ngọc Thanh, em chờ một lát nhé, anh ra ngoài mua nước, quên mất tiêu rồi. Vâng, U Dương Ngọc Thanh đáp lời. Sau đó, gã đứng dậy đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên nhìn thấy gã mua hai chai nước. Tiếp theo xuất hiện một cảnh tượng khiến sắc mặt Dương Bách Xuyên tối sầm lại. Chỉ thấy người đàn ông kia lấy một túi ni lông nhỏ trong túi ra, bên trong có hai viên thuốc màu đỏ. Gã đi sang một bên mở nắp chai bỏ thuốc vào rồi lắc mạnh, hai viên thuốc lập tức hòa tan, hoàn toàn trong suốt không nhìn ra có gì bất thường. Lúc này người đàn ông kia nhếch môi cười râm rê, sau đó xoay người đi vào phòng riêng. Hồi đi học Dương Bách Xuyên từng làm thêm ở quán bar. Thường xuyên trông thấy người ta mua thuốc. Anh nhìn rõ thứ người đàn ông kia bỏ vào nước chính là thuốc kích dục. Anh thầm mắng trong lòng, đồ cặn bã, may mà hôm nay mình tới, không thì cô U Dương sẽ chịu thiệt. Đợi lát nữa tra được thông tin, để xem anh đây có giết mày không. Sau đó Dương Bách Xuyên tiếp tục chú ý đến tình hình trong phòng riêng thông qua linh thức. Chỉ thấy người đàn ông kia đi vào phòng, đặt chai nước bị bỏ thuốc sang một bên. Không vội đưa cho U Dương Ngọc Thanh mà lấy túi đồ ăn vặt cho cô ấy ăn, còn là loại cay xè. Thằng chó danh thật, trước tiên cho cô U Dương ăn dẫn đến khát nước, để cô ấy tự uống nước đúng không? Dương Bách Xuyên mắng chửi trong lòng. Trong lúc anh đang mắng chửi, điện thoại rung lên, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên là Vương Mộ Sinh gửi tin nhắn đến, chưa đầy 10 phút đã điều tra được. Dương Bách Xuyên mở tin nhắn ra đọc, tức thì mặt đen như đít nồi. Anh cứ tưởng người đàn ông kia chỉ khốn nạn thôi, ai dè gã còn là súc vật. Trong thông tin mà Vương Mộ Sinh cung cấp, người đàn ông kia tên là Giả Bi Lôi, 34 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học làm việc cho một công ty bất động sản, sau đó lăn lộn đến tầng lớp quản lý cấp cao của công ty này, hiện tại cũng xem như là người thành công. Trong cuộc đời Giả Bi Lôi có lịch sử bỏ vợ, gã từng có 3 người vợ. Giờ đang sống với người vợ thứ tư và cũng là người vợ hiện tại, là một người mẫu ít tên tuổi. Tin nhắn của Vương Mộ Sinh viết rằng trong thời gian Giả Bi Lôi làm bất động sản còn hành hung đánh chết một công nhân nông thôn, hại người ta tan cửa nát nhà. Hiện tại gã đang bao nuôi hai người phụ nữ, có thể nói là người đầy vết nhơ. Thông tin mà Vương Mộ Sinh gửi tới đã điều tra tường tận về Giả Bi Lôi. Dương Bách Xuyên không đọc tiếp phần sau. Chỉ thốt ra một câu, mình sẽ thay trời chỉ tên cặn bã này. Lúc này,
trong linh thức anh nhìn thấy giả Bi Lôi bắt đầu giở trò hèn hạ trong phòng riêng. Gã giả vờ dùng sức mở nắp chai nước bị bỏ thuốc kia, sau đó đưa cho U Dương Ngọc Thanh, Ngọc Thanh uống nước đi em. U Dương Ngọc Thanh ăn quà vặt suốt, tất nhiên là muốn uống nước. Cô ấy cảm ơn rồi nhận nước định uống. Dương Bách Xuyên biết rằng mình phải ra mặt, nếu không U Dương Ngọc Thanh sẽ chịu thiệt. Anh đạp cửa phòng riêng thật mạnh. Rầm. Cửa phòng riêng phát ra một tiếng vang lớn, bị Dương Bách Xuyên dùng bạo lực đá văng. Lúc này, cả U Dương Ngọc Thanh lẫn giả Bi Lôi đều giật mình. Dương Bách Xuyên đi vào, tiện tay bật đèn trong phòng riêng. Bách Xuyên, sao em lại? U Dương Ngọc Thanh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, đồng thời cảm thấy bối rối khó tả, dường như rất sợ Dương Bách Xuyên hiểu lầm. Cô U Dương đừng uống nước thì hơn, nếu cô uống thì sẽ xấu mặt đấy. Giọng điệu của Dương Bách Xuyên có phần mỉa mai. Thật ra anh vẫn thấy khó chịu về chuyện U Dương Ngọc Thanh đi xem phim dạo phố với tên khốn giả Bi Lôi, nói trắng ra là ghen. Mày là ai? Mày có biết xông vào không gian riêng mà chưa nhận được sự đồng ý của người khác thì tao có thể báo cảnh sát bắt mày không? Sau khi giả Bi Lôi hoàn hồn, nghe thấy Dương Bách Xuyên bảo U Dương Ngọc Thanh đừng uống nước, gã lập tức hoảng loạn. Nhưng gã không phải dạng vừa, là người va chạm xã hội nhiều, cho nên gã nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại. U Dương Ngọc Thanh không phải trẻ con, nghe Dương Bách Xuyên khuyên mình đừng uống nước, cô ấy cũng nổi lòng nghi ngờ. Nhưng mà... giả Bi Lôi là đàn anh của cô ấy. Hai người gặp nhau lúc U Dương Ngọc Thanh đi công tác ở Yên Kinh, đối phương đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều việc, hơn nữa còn điên cuồng theo đuổi cô ấy. Ban đầu U Dương Ngọc Thanh từ chối. Cô nói với giả Bi Lôi là mình từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hơn nữa còn có con nhỏ, cũng tỏ ý cả đời này sẽ không kết hôn, ở vậy nuôi con khôn lớn. Nhưng giả Bi Lôi nói với cô ấy rằng mình đã ly hôn, cũng đang độc thân và có hai đứa con, hy vọng có thể cho các con một gia đình hoàn chỉnh. Hồi đi học U Dương Ngọc Thanh biết giả Bi Lôi là tài tử nổi tiếng trong trường, cũng từng thầm mến người ta, mà bây giờ đối phương đã là người có thành tựu. Lại thêm giả Bi Lôi nói gã cũng có cuộc hôn nhân thất bại, thế là giữa hai người nhen nhóm lửa tình. Trong mấy tháng U Dương Ngọc Thanh công tác ở Yên Kinh, hai người thường xuyên qua lại, dần trở nên quen thuộc. Nhưng từ đầu đến cuối U Dương Ngọc Thanh luôn duy trì khoảng cách. Sau khi cô ấy trở về, ngày hôm qua giả Bi Lôi đến Cố Đô, nói là đi công tác nhân tiện ghé thăm cô ấy, hẹn cô ấy đi ăn cơm các thứ. Ở Yên Kinh U Dương Ngọc Thanh được giả Bi Lôi chăm sóc. Ở Cố Đô U Dương Ngọc Thanh là người địa phương, tất nhiên cô ấy sẽ không từ chối, bèn đồng ý ra ngoài đi dạo đến tận bây giờ. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại nhảy ra giữa chừng, còn nói là nước giả Bi Lôi đưa cho mình có vấn đề. Điều này khiến U Dương Ngọc Thanh hơi kinh ngạc. Giả Bi Lôi vẫn luôn đối xử với cô ấy rất lịch sự nho nhã, lại còn là đàn anh của cô ấy, rất quan tâm chăm sóc cô ấy, và là thương nhân thành công. Trong mắt U Dương Ngọc Thanh, giả Bi Lôi có nhân phẩm giáo dục tốt, cô ấy không tin đối phương sẽ giở trò với mình. Nhưng so ra thì Dương Bách Xuyên là sinh viên xuất sắc đa tài, hơn nữa anh giải quyết chuyện chồng cũ giúp U Dương Ngọc Thanh nên giữa hai người từng có một đoạn tình cô trò mập mờ, vì vậy trong thâm tâm U Dương Ngọc Thanh tin tưởng Dương Bách Xuyên hơn. Lúc này, Dương Bách Xuyên cười gần đáp lại lời chất vấn của giả Bi Lôi, giả Bi Lôi đúng không? Đúng là thành phần cặn bã đạo đức giả. Báo cảnh sát hả? Được đấy, mau báo đi, tao chờ. Dứt lời anh nói với Âu Dương Ngọc Thanh, cô U Dương, cho tên khốn này uống nước trong cái chai cô đang cầm đi. Anh vừa nói xong, giả Bi Lôi chợt run lên, mặt mày tái mét. Âu Dương Ngọc Thanh nhìn giả Bi Lôi, cõi lòng lạnh ngắt. Âu Dương Ngọc Thanh nhìn ánh mắt hoảng loạn của giả Bi Lôi là biết nước gã đưa cho mình thật sự có vấn đề như lời Dương Bách Xuyên nói. Cõi lòng lạnh ngắt, cô ấy nhìn giả Bi Lôi và hỏi, nước có vấn đề không đàn anh? Giả Bi Lôi bị Âu Dương Ngọc Thanh nhìn chằm chằm, không dám đối diện với cô, ánh mắt né tránh, Ngọc Thanh đừng nghe thằng nhóc này nói bậy. Nước, không có vấn đề. Âu Dương Ngọc Thanh nhìn ánh mắt lảng tránh hoảng loạn của giả Bi Lôi, trong lòng đã khẳng định có vấn đề. Nội tâm Âu Dương Ngọc Thanh sụp đổ, nếu giả Bi Lôi thật lòng theo đuổi cô ấy, thì cho dù gã có con như lời kể trong lúc tán gẫu, cô ấy cũng có thể cân nhắc. Hồi trước đi học, Âu Dương Ngọc Thanh và bạn cùng phòng ký túc đều coi vị đàn anh hot boy của trường này là nam thần.
Nếu nói không có thiện cảm với người ta, thì đó là lời nói dối. Mặc dù cô ấy vẫn luôn tránh né đối phương, nhưng cũng không ghét. Chẳng có người phụ nữ nào không thích được theo đuổi cả. Trái tim Âu Dương Ngọc Thanh đã đóng băng vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng trước sự theo đuổi của Giả Bi Lôi, trái tim băng giá ấy đã có vết rạn. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ phút này cô ấy cảm thấy trái tim đã hoàn toàn vỡ nát. Âu Dương Ngọc Thanh rất muốn khóc, cô ấy cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, không nói được một lời. Trước kia mập mờ với Dương Bách Xuyên, cô ấy coi đó hoàn toàn là phản ứng sinh lý và hóa học, thuộc phạm vi bình thường. Cô ấy biết mình Dương Bách Xuyên không thể đến với nhau, bởi vì xét về tuổi tác hay mối quan hệ cô trò đều không có khả năng. Dương Bách Xuyên là chàng trai đang độ thanh xuân có tương lai rộng mở, còn cô ấy chỉ là một người phụ nữ gần 30 tuổi đã kết hôn và có con, ở bên Dương Bách Xuyên chính là Hải Anh. Nhiều lúc cô ấy coi Dương Bách Xuyên là em trai của mình, không nghĩ tới những vấn đề khác. Nhưng Giả Bi Lôi thì khác, Âu Dương Ngọc Thanh đã từng có ý nghĩ ở bên nhau. Tuy nhiên, bây giờ xem ra Giả Bi Lôi chỉ cắm một dao vào tim cô ấy, một nhát dao rất đau đớn. Tạm thời không nói tới tâm trạng buồn bã phức tạp của Âu Dương Ngọc Thanh, Dương Bách Xuyên lên tiếng, cặn bã còn diễn kịch hả? Mày từng có ba người vợ, bỏ rơi người vợ đầu tiên đã đồng cam cộng khổ với mày. Bỏ rơi vợ con, mày đúng là không bằng heo chó. Người vợ thứ tư, tức người vợ hiện tại của mày là người mẫu. Ở hai nơi trên đường Vành Đai Nam Yên Kinh, mày còn có hai nhân tình. Lúc làm công trình mày từng giết một công nhân nông thôn người phương Bắc vì 50 vạn tiền công trình. Mày ác lắm, mày còn làm ra rất nhiều chuyện xúc sinh, có muốn tao nhắc lại cho mày không? Dương Bách Xuyên thuận miệng nói ra vài chuyện dựa theo thông tin mà Vương Mộ Sinh gửi tới. Mỗi chuyện anh nói ra, Giả Bi Lôi lại run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt thêm một phần. Lúc này Âu Dương Ngọc Thanh bỗng nện mạnh chai trước vào mặt Giả Bi Lôi, đồng thời mắng, khốn nạn. Sau đó cô ấy cầm túi sách, xoay người rời đi. Ngọc Thanh, Ngọc Thanh, em hãy nghe anh. Nói con mẹ mày, Giả Bi Lôi chưa kịp nói ra chữ cuối cùng đã bị Dương Bách Xuyên đá vào bụng. Bộp, úi cha, Giả Bi Lôi lập tức ôm bụng kêu gào thảm thiết, sau đó hung ác nói, nhóc con, mày có biết tao là ai không? Tao giết mày dễ như bỡn. Trên thế giới này có một số người mà đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng như mày không chọc nổi. Sau khi Âu Dương Ngọc Thanh rời đi, Giả Bi Lôi hoàn toàn lộ bộ mặt thật. Lời lẽ của gã sặc mùi trịnh thượng, quả thật so với đại đa số người thì Giả Bi Lôi thân là quản lý cấp cao của tập đoàn có giá trị vài tỷ có thể khinh thường rất nhiều người. Trong mắt gã, Dương Bách Xuyên ăn mặc tùy ý chỉ là kẻ nhà quê. Từ cuộc nói chuyện lúc nãy có thể thấy đối phương chỉ là sinh viên của Âu Dương Ngọc Thanh mà thôi. Giả Bi Lôi không để anh vào mắt, trái lại còn nổi trận lôi đình. Gã không tài nào hiểu nổi sao tự dưng lại có một cái bóng đèn nhảy ra giữa chừng. Chuyện lớn sắp thành công, gã sắp chiếm được đàn em hoa khôi của học viện năm đó, vậy mà không ngờ có một thằng ngu xuất hiện. Nghe thấy Giả Bi Lôi chân cháo đe dọa mình, Dương Bách Xuyên cười gằn, đồ cặn bã, mày lấy đâu ra tự tin đe dọa tao thế? Mày tưởng tao dễ bắt nạt giống anh công nhân nhà quê bị mày hại chết 8 năm trước sao? Ha ha! Nhóc con đừng tưởng mày biết chút chuyện này là có thể uy hiếp tao. Mày có bản lĩnh thì tố cáo tao đi, nhưng điều kiện tiên quyết là mày có chứng cứ, ha ha. Lúc này Giả Bi Lôi không kiêng dè gì hết, quả thật ban đầu gã bị lời nói của Dương Bách Xuyên dọa sợ, nhưng ngẫm lại thì người và việc năm đó đã biến mất trên thế gian rồi, bây giờ không có ai biết, cũng không có chứng cứ, đương sự đã chết không có đối chứng, cho nên gã chẳng sợ chút nào. Còn chuyện bao nuôi tình nhân, gã có tiền người ta tự nguyện, trách sao được. Dương Bách Xuyên vừa nghe là biết ý của thằng chó này. Anh sầm mặt đi tới nhặt chai nước trước đó Âu Dương Ngọc Thanh nện vào mặt Giả Bi Lôi. Bên trong còn hơn nửa chai, bởi vì chai nước rơi xuống khe hở sofa nên nước không đổ ra ngoài nhiều. Anh cười lạnh một tiếng rồi đi về phía Giả Bi Lôi. Giả Bi Lôi thấy Dương Bách Xuyên nhặt chai nước đi đến chỗ mình thì hoảng sợ, lập tức muốn trốn. Gã là người có thân phận. Không biết đánh nhau cứng trọi cứng với thanh niên trẻ trâu. Gã cho rằng Dương Bách Xuyên sẽ dùng vũ lực với mình. Nhưng lúc này một chuyện đáng sợ xảy ra, trên trán Giả Bi Lôi đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì gã phát hiện ra cơ thể mình không thể cử động,
thậm chí giống như bị một ngọn núi lớn đè lên người, không thể nhúc nhích. Lúc này Dương Bách Xuyên đi tới, vươn tay giữ cằm Giả Bi Lôi rồi thô lỗ dốc hơn nửa chai nước bị bỏ thuốc vào mồm gã. Anh cất giọng âm u nói, đúng như mày nói, trên đời này có một số người không thể chọc vào. Thật trùng hợp, tao chính là loại người đó. Chai nước này trả lại cho mày đấy. Ngoài ra mày cứ yên tâm, tao không giết mày đâu, giết mày bẩn tay. Nhưng tao sẽ báo thù cho anh công nhân dân quê bị mày hại chết. Trong đầu con người có chung khu thần kinh, tao biết chút y thuật, tao sẽ cắt đứt sợi dây thần kinh kiểm soát tinh thần trong chung khu não bộ của mày, sau này mày có thể sống cuộc đời hạnh phúc. Loại người như mày chết thì quá nhẹ nhàng, phải quanh năm suốt tháng lục rác trong thùng rác mà ăn, đêm ngủ ở những nơi như gầm cầu gì đó mới hợp với mày. Tiên sinh cặn bã đạo đức giả, mày nói xem có đúng không? Trong miệng Giả Bi Lôi bị nhét chai nước nên không nói được, nhưng gã vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của Dương Bách Xuyên. Bây giờ gã đã biết cơ thể mình không thể cử động là do Dương Bách Xuyên tiến hành yêu pháp gì đó, hiểu ra mình đã chọc vào một người không thể chọc. Khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói muốn biến gã thành kẻ tâm thần, Giả Bi Lôi trợn to mắt, vẻ mặt sợ hãi xen lẫn van xin. Gã nghĩ nếu biết trước cơ sự này thì gã sẽ không dụ dỗ Âu Dương Ngọc Thanh. Giả Bi Lôi hối hận xanh ruột, nhưng đã muộn rồi. Dương Bách Xuyên nói xong, một tay đặt trên đầu Giả Bi Lôi, chân khí tiến vào đầu gã cắt đứt chung khu thần kinh. Từ nay về sau Giả Bi Lôi không chết được, mà biến thành một tên thần kinh. Dương Bách Xuyên sử dụng chân khí, y học hiện đại không thể tra được, cũng đừng mong chữa khỏi. Sau đó, Dương Bách Xuyên thấy ánh mắt Giả Bi Lôi trở nên vô hồn. Anh lấy cái chai trong miệng gã ra, dùng chân hỏa đốt thành cho rồi ra khỏi phòng riêng. Lúc này anh mới đuổi theo Âu Dương Ngọc Thanh, nói thì dài chứ thật ra thời gian chỉ cách lúc Âu Dương Ngọc Thanh đi 3 phút. Sau khi ra ngoài, anh nghe thấy tiếng cười dai dẳng của Giả Bi Lôi trong phòng riêng, hi hi, tao từng giết người. 8 năm trước tao giết một công nhân nông thôn vì 50 vạn, ha ha, hì hì. Trong linh thức của Dương Bách Xuyên, Giả Bi Lôi vừa lẩm bẩm một mình vừa cười ngây dại, nước miếng chảy ròng ròng. Gã đi ra ngoài phòng riêng, vừa đi vừa cởi quần áo, chẳng mấy chốc đã trần như nhộng. Lúc này gã đã đến khu công cộng, chạm mặt mấy cô gái. Tức thì tiếng hét chói tai vang lên, đánh lưu manh. Sau đó, Giả Bi Lôi bị vây đánh. Dương Bách Xuyên xem đến đây, khóe miệng cong cong, nhanh chân bước ra ngoài rạp chiếu phim. Từ xa anh trông thấy Âu Dương Ngọc Thanh bắt một chiếc taxi, bèn vội vàng lên xe đuổi theo. Xử lý Giả Bi Lôi cũng coi như đã xả giận cho Âu Dương Ngọc Thanh và chính mình. Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy may mắn vì hôm nay mình gặp Âu Dương Ngọc Thanh, nếu không thì dựa theo tiền án của tên khốn Giả Bi Lôi, Âu Dương Ngọc Thanh nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Bây giờ anh muốn theo đuổi Âu Dương Ngọc Thanh. Bất kể cô ấy nghĩ như thế nào, Dương Bách Xuyên đã nhận định Âu Dương Ngọc Thanh là người phụ nữ của mình, từ nay về sau anh sẽ làm bá vương trong tình cảm. Anh sẽ không để cho chuyện tình cảm khiến lòng sinh tâm ma. Đương nhiên anh chỉ bá đạo với người mình thích, không phải người phụ nữ nào anh cũng thích. Dương Bách Xuyên đi theo chiếc xe taxi chở Âu Dương Ngọc Thanh, một lúc sau anh cảm thấy sai sai. Đây không phải đường về nhà cô ấy. Nhưng sau đó anh lại nghĩ lẽ nào cô ấy đã chuyển nhà. Chắc là vậy, anh không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi theo là được. Hơn nửa tiếng sau xe ra khỏi thành phố, đi tiếp 10 phút nữa thì chiếc taxi dừng lại, Âu Dương Ngọc Thanh xuống xe. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên trở nên căng thẳng. Mẹ nó, đây là bờ sông cổ ở cố đô mà. Âu Dương Ngọc Thanh muốn tự sát sao? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên đạp chân ga đuổi theo. Sau khi xuống xe, anh vội vàng gọi Âu Dương Ngọc Thanh trên bờ sông, cô U Dương đừng nghĩ quẩn. Nhưng anh hô xong, Âu Dương Ngọc Thanh chẳng ngó ngàng, cũng không có hành động tiếp theo, chỉ quay mặt ra dòng sông rộng lớn, lẳng lặng bần thần. Dương Bách Xuyên thấy vậy, rốt cuộc cũng yên tâm hơn chút. Chỉ cần cô ấy không nhảy sông tự vẫn thì dễ giải quyết. Anh chậm rãi nhích tới gần đối phương. Dương Bách Xuyên lân la đến gần chỗ A Âu Dương Ngọc Thanh. Nhẹ giọng gọi cô ấy, cô giáo Âu Dương ơi. Âu Dương Ngọc Thanh không quay đầu lại, chỉ nhìn mặt sông phía xa xa, cô ấy chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn với Dương Bách Xuyên, rồi lại tiếp tục im lặng. Dương Bách Xuyên hiểu được tâm trạng của cô ấy, vết thương trong lòng chồng chất, cô
cô ấy cảm thấy như chịu nhiều khổ sở, vậy nên Dương Bách Xuyên cũng không nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh cô ấy. Cứ như vậy trải qua 2 giờ đồng hồ, hai người chẳng ai nhúc nhích gì. Đêm đã về khuya, nơi đây là vùng ngoại ô ít người thưa thớt, những người đến đây tản bộ cũng đã rời đi từ sớm, cũng may còn có ánh sáng do đèn đường hắt hiu vào, cũng không âm u như tưởng tượng. Thời tiết đã dần tiến vào mùa đông, giờ tí vừa đi qua, trời bắt đầu chuyển rét, một trận gió lạnh thổi qua khiến Âu Dương Ngọc Thanh rùng mình. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên vội vàng cởi áo khoác phủ lên người cô ấy, rồi nói, cô ơi, mình về đi không khéo lại bị cảm lạnh, ác giả ác báo, người xấu kia đã gặp báo ứng rồi. Âu Dương Ngọc Thanh nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, sắc mặt thay đổi một chút, cô ấy nghĩ lại những gì Dương Bách Xuyên đã giúp đỡ cô ấy lúc mà chồng cũ gây khó dễ. Cô ấy biết rằng Dương Bách Xuyên là người bạo lực. Cô ấy lo lắng Dương Bách Xuyên không biết đã làm gì chồng cũ của cô ấy, có khi nào bị hắn ta làm liên lụy hay không? Em! Cô ấy còn chưa nói xong, Dương Bách Xuyên cũng hiểu được suy nghĩ của cô ấy, anh cười nói, cô yên tâm đi ạ, em không có ngốc như vậy đâu. Cũng không khiến những người kia có thể điều tra ra được, hắn ta không phạm tội gì. Nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, Âu Dương Ngọc Thanh thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nhìn thấy trên người mình khoác áo da của Dương Vân Quyết, nước mắt liền rơi xuống, cô ấy nghĩ tầm trong lòng, nếu như vậy, cũng thật tốt. Cô đừng khóc, mọi chuyện có em ở đây. Sau khi Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, phòng tuyết vững chãi nhất trong nội tâm của Âu Dương Ngọc Thanh cũng sụp đổ. Những năm gần đây hôn nhân của cô ấy gặp nhiều trắc trở, đứa con cũng xảy ra chuyện, suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm, không có thể kiên cường như bên ngoài thể hiện ra được. Cô ấy khóc to, nói lớn, cậu đi ngay, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, chỉ để cho tôi một chút mơ mộng cũng không được hay sao? Âu Dương Ngọc Thanh liên tục đánh lên người Dương Bách Xuyên. Từ hôm nay trở đi, cô chính là người phụ nữ của em, không ai có thể làm cho cô đau khổ nữa đâu. Những lời này như lời tỏ tình, cũng là lời nói từ sâu trong nội tâm của anh cất giấu bấy lâu nay. Hôm nay anh mới hiểu rõ được suy nghĩ của mình, Dương Bách Xuyên cũng quyết định nói với Âu Dương Ngọc Thanh. Rất quyết đoán cũng rất mạnh mẽ. Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu có thể cho tôi được cái gì? Có thể thay đổi được mọi chuyện sao? Cậu cho rằng mình là thần tiên phương nào? Âu Dương Ngọc Thanh vừa khóc rối tinh rối mù, vừa hét gào lên với Dương Bách Xuyên. Thật ra cô ấy không có ý định nhắm vào Dương Bách Xuyên, mà chỉ là tìm được người để giải tỏa những áp bức khổ sở ở trong lòng. Dương Bách Xuyên hiểu được suy nghĩ của Âu Dương Ngọc Thanh, nên không tức giận, ngược lại anh còn nở nụ cười, đổi tay nắm lấy đôi tay đang đánh lên người mình của cô ấy, để cô ấy bình tĩnh trở lại. Sau đó, anh đưa tay lên lau nước mắt còn vương trên mặt của cô ấy rồi nói, cô nói đúng rồi ạ, những thứ khác em không thể làm được, nhưng nếu để thay đổi vận mệnh của cô thì em có thể, vì em thật ra là thần tiên đó. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, anh vận khí ở dưới chân nhẹ đạp một cái trên một đất nhẹ nhàng bay lên cao 6-7 mét, dừng ở không trung tầm 5 giây, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Âu Dương Ngọc Thanh. Tiếp đó, anh lại vận chân khí khắp toàn thân, quanh thân xuất hiện một ngọn lửa, chân nguyên ly hỏa bao quanh thân anh cười sảng khoái rồi nói, đây có tính là thần tiên không ạ? Nói xong, ngọn lửa quanh thân cũng tắt đi. Mà Âu Dương Ngọc Thanh cũng quên đi khóc mà ngạc nhiên há hốc miệng. Cô ấy nhìn thấy Dương Bách Xuyên bay lên, sau đó quanh thân anh còn xuất hiện một ngọn lửa. Cô ấy là người tri thức, theo đuổi chủ nghĩa vô thần, những thủ thuật của ảo thuật hay xiếc cũng biết một ít, nhưng cô ấy có thể khẳng định rằng vừa rồi Dương Bách Xuyên không sử dụng kỹ thuật hay tiểu xảo nào. Cô ấy mở to đôi mắt xinh đẹp, sửng sốt nói cậu. Tim cô ấy ngập ngừng không nói thành lời, tuy nhiên trong lòng đã tin một phần, Dương Bách Xuyên không giống như người bình thường. Suy nghĩ lúc này của cô ấy hỗn loạn, chính mắt thấy mới cảm nhận được sự rung động của cô ấy lúc này, thật sự khó có thể miêu tả. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, em yên tâm đi, về sau em là người của tôi, đã nói em sẽ không chịu bất kỳ khổ sở nào, tôi nói được làm được. Vừa nói xong, Dương Bách Xuyên ngay lúc Âu Dương Ngọc Thanh chưa kịp phản ứng kịp, hôn xuống ngay miệng của cô ấy. Bởi vì nghe được lời thổ lộ từ Dương Bách Xuyên khiến lòng cô ấy rung động, suy nghĩ trong cô ấy rối bời, phản ứng còn chưa kịp.
chỉ biết lúc này cô ấy đang đối diện với hơi thở nóng bỏng của người đàn ông trước mặt. Chẳng mấy chốc cô ấy như quên đi hết mọi thứ, chỉ theo bản năng thuần túy của thân thể đáp lại lời mời gọi nóng bỏng này. Âu Dương Ngọc Thanh suy nghĩ ở trong lòng, mặc kệ hết tất thảy mọi thứ, tất cả những khổ sở trong lòng mình đều là mây bay. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Dương Bách Xuyên thô bạo ôm cô ấy lên xe. Trong bóng đêm yên tĩnh, ở trong chiếc xe lắc lư vang lên từng tiếng thở dốc lên không ngừng. Hôm sau ngay khi trời vừa hửng sáng, Dương Bách Xuyên lái xe đem Âu Dương Ngọc Thanh về nhà, sau một đêm trải qua mặn nồng cuồng nhiệt, anh nói những phương pháp tu chân và những võ giả thượng cổ ở địa cầu còn tồn tại. Đương nhiên anh cũng thẳng thắn nói về chuyện tình của anh cùng với những người phụ nữ khác, dù sao những gì có thể nói anh đều nói với cô ấy. Rồi sau đó anh truyền thụ cho cô ấy Tử Hà Quyết, dẫn đường cho cô ấy tu luyện, đến lúc này, những lo toan sầu não trong lòng của cô ấy cũng đã giảm đi. Lại thêm một người phụ nữ nữa ở bên cạnh. Ban đầu anh muốn mang Âu Dương Ngọc Thanh quay trở về biệt thự của anh giới thiệu với những nhân tình khác, nhưng cô ấy không đồng ý. Theo như Âu Dương Ngọc Thanh nói, cô ấy còn chưa chuẩn bị tốt tâm thế, còn chưa nói đến việc ở trước mặt người vợ cả của anh. Nhưng đối với việc tu chân, giống như mang đến cho cô ấy sống lại một lần nữa, sau khi nghe Dương Bách Xuyên giảng giải về pháp thuật, Âu Dương Ngọc Thanh ngày càng rõ ràng, khi bước đến con đường tu chân, thực sự đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cô ấy, mang đến hy vọng tràn ngập cho cuộc sống của cô ấy. Về việc đi gặp mặt những người khác ở Vân Môn thì cô ấy còn chưa chuẩn bị tốt, bảo với Dương Bách Xuyên đừng vội thúc giục, cho đến thời điểm thích hợp, cô ấy sẽ đến đó. Nói đi cũng phải nói lại, dù sao cô ấy cũng mới tiếp xúc với việc tu chân hay cũng vừa tiếp xúc với những người tu chân, cần phải coi thời gian thích ứng, Dương Bách Xuyên cũng không tạo áp lực cho cô ấy, vẫn giữ một phần tôn kính đối với Âu Dương Ngọc Thanh. Người phụ nữ này đối với hắn là cô giáo cũng là người chị, anh ỷ lại vào cô ấy rất nhiều, Dương Bách Xuyên khi ở bên cạnh cô ấy cảm thấy mọi chuyện thật thoải mái. Sau khi lái xe đi, Dương Bách Xuyên vốn định theo cô ấy về đến nhà. Sau một buổi đêm cuồng nhiệt không trở về, đến cả điện thoại di động đều tắt máy, ở biệt thự của anh còn có Tửu Tiên lão đầu, cũng còn rất nhiều chuyện phải làm, vậy nên anh phải quay trở về. Trước khi xuống xe, Âu Dương Ngọc Thanh mỉm cười thẹn thùng, cô ấy nhẹ nhàng hôn lên trên mặt của Dương Bách Xuyên, rồi đỏ mặt mở cửa xe. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy được sự thay đổi của cô ấy, giống như trải qua một lễ rửa tội, toàn thân đều tươi sáng hẳn lên. Chuyện Âu Dương Ngọc Thanh và đứa con của cô ấy, Dương Bách Xuyên đều có kế hoạch rõ ràng, sau khi nghỉ đông, anh sẽ mang theo cả cô ấy và đứa trẻ quay về biệt thự Vân Môn, đem đứa nhỏ ấy tu chân. Chiếc xe mang theo Dương Bách Xuyên chậm chậm quay về biệt thự. Còn chưa kịp bước vừa cửa chính, anh đã nghe Tửu Tiên lão đầu mắng người khác. Nhìn thấy người bị Tửu Tiên lão đầu mắng khiến Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân. Dương Bách Xuyên định xoa dịu Tửu Tiên lão đầu một hồi, lại nghe Tửu Tiên lão đầu mắng hai đồ đệ của anh. Mau, đi tìm rượu hầu nhân cho ông già này uống rượu đến nghiện rồi, thắng nhóc Độc Cô này ta dạy dỗ ngươi nửa ngày mà bây giờ một chai rượu tốt cũng không tìm nổi cho lão già này sao, như vậy còn nghĩ đến việc tiến bộ. Tửu Tiên lão đầu trừng mắt tức giận. Sau đó, ông ta nhìn Vương Tông Nhân nói, ngay đến cả thằng nhóc như cậu, sao lại không chịu đi tìm rượu hầu nhân. Vậy cũng đừng hỏi lão già này những vấn đề về việc tu luyện à, đi nhanh. Đại trưởng lão, rượu hầu nhân thì chỉ có sư phụ ta mới có, toàn bộ thế giới này chỉ có ông ấy mới có, trưởng lão ngài bỏ qua chuyện này cho chúng con đi, chúng con không tìm được mà. Độc Cô Hối giải thích với vẻ mặt đau khổ. Tôi không quan tâm, cậu giờ phải đi tìm sư phụ Tiểu Văn Tử của cậu, trong nửa canh giờ nếu như ta đây không được uống một giọt rượu hầu nhân nào, tôi đánh hai cậu một trận. Tửu Tiên lão đầu chơi xấu, uy hiếp Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân. Đại trưởng lão à, sư phụ của con tắt điện thoại rồi, chúng con làm sao mà đi tìm được đây? Vương Tông Nhân trợn trắng mắt, dầu dĩ nói. Đó là chuyện của các cậu, tôi đây mặc kệ. Dương Bách Xuyên nghe vậy lắc đầu cười khổ, từ trong không gian bình hồ lô càn khôn lấy ra một chai rượu hầu nhân, sau đó đi vào đại sảnh. Thấy Dương Bách Xuyên vừa đến. Tửu Tiên lão đầu liền nổi đoá, định mở miệng mắng Dương Bách Xuyên, lại thấy anh cầm chai rượu hầu nhân, một bụng lửa giận của ông ta liền bay biến không còn sót diệt,
nhanh chóng cướp lấy chai rượu hầu nhân trên tay Dương Bách Xuyên rồi ngồi xổm xuống uống sạch. Vẻ mặt của Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân tràn đầy vẻ đau khổ, bọn họ nhỏ giọng than, sư phụ, ông lão này khó hầu hạ quá, từ tối hôm qua ông lão đã ầm ĩ cả đêm, ngày mai sư đệ của con quay trở về, chờ đến lúc đó, ba người chúng con thay phiên nhau trông chừng ông lão được không? Dương Bách Xuyên nghe Độc Cô Hối nhắc về sư đệ, anh mới ngây ra một lúc rồi nói, sư đệ. Đúng vậy, ở đại hội cổ võ sư phụ nhân ba đồ đệ võ kiếm đó, sư phụ người không già đến mức mà ngay cả đồ đệ của mình cũng quên hay sao? Sau khi chúng con từ đại hội cổ võ trở về, võ kiếm sư đệ nói đệ ấy phải trở về tế điện phụng sự cho đạo cô, không theo chúng con trở về, vậy nên chúng con thống nhất ngày mai trở về cố đô. Độc Cô Hối giải thích với vẻ mặt cổ quái giải thích. Dương Bách Xuyên xấu hổ, đúng là ở đại hội cổ võ nhận ba đồ đệ. Tiểu đệ võ kiếm anh cũng quên mất, nhưng mà cũng khó trách, dù sao từ lúc anh nhận võ kiếm đến bây giờ chưa đủ một ngày, hơn nữa sau khi trở về biệt thự, nếu như Độc Cô Hối không nhắc đến, thì đúng là võ kiếm đã quên mất. Trong lòng xấu hổ, nhưng trên mặt anh cũng chẳng thay đổi gì, chỉ ho khan nói, chuyện không nên thân như vậy, sao vi sư có thể quên đi được, đi tìm đạo trưởng Phương cho tôi. Sư phụ Vân Thiên Tà của anh dù hoàn cảnh nào cũng đều mắng anh. Dương Bách Xuyên kế thừa truyền thống đó, chỉ cần mở miệng thì sẽ mắng hai đệ tử của anh. Ở trước mặt của Dương Bách Xuyên, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân cũng không dám cãi nửa lời, ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng. Phương Mãnh là đạo sĩ luyện đan, sau khi trở về từ Yên Kinh, ông ta không rời khỏi cửa, cả ngày ở phòng nghiên cứu tri thức và luyện tập luyện đan. Dương Bách Xuyên trao đổi nhiều kiến thức luyện đan mà ông ta chưa biết, việc này đối với ông ta giống như nhặt được bảo vậy. Ông ta chỉ tiếc rằng bản thân không thể hiểu rõ tất cả những tri thức này chỉ trong một ngày, dù sao ông ta cũng không hẳn là người tu chân, xuất phát điểm của ông ta là cổ võ giả, muốn hoàn hảo thì cũng thực sự tốn sức. Dương Bách Xuyên khi tìm đến Phương Mãnh cùng vì chuyện luyện đan, ở đại hội võ cổ, các đại gia tộc cùng với Côn Luân Thanh Thành đều đặt hàng trước đan bồi nguyên, còn có Đinh Dương và Địa Tâm Lão Tổ cũng có dự định như vậy, tuy nhiên hai người đều bị giết chết, giống như tinh thạch đen. Tiền đặt cọc của mọi người đều đã thu, cộng lại cũng có 7-8 gia tộc khác đứng lên luyện chế đan bồi nguyên, việc này đối với Dương Bách Xuyên là một vốn làm ăn lớn, anh cũng không có so nhiều thời gian đi luyện đan dược, mà Phương Mãnh là người mà anh muốn chú trọng bồi dưỡng thành luyện đa sư cho Vân Môn, vậy nên nhiệm vụ luyện đan bồi nguyên lần này sẽ giao cho ông ta làm. Sau này lợi nhuận thu được từ đan bồi nguyên tính vào thu nhập của Vân Môn, giao cho Phương Mãnh là thích hợp nhất. Bây giờ chỉ cần các gia tộc siêu tập đủ linh dược sẽ liên hệ với thần Long Đàm làm trung gian bảo đảm, chờ khi luyện chế thành công đan dược sẽ chuyển giao lại cho bọn họ. Giải quyết hết tất cả những công việc vặt vãnh xong, anh định chuẩn bị để luyện chế đan trúc cơ, sau đó chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ. Chỉ trong chốc lát, Phương trưởng lão đã đến, ông ta ở trước mặt Dương Bách Xuyên vẫn thực hiện đầy đủ lễ độ, có điều lại hơi cứng ngắc, so sánh tỉ mỉ thì vẫn có chỗ không phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.